đồ gì mà nó bóng mờ vậy ta? Vô lại mấy chị ơi. Tôi có chọn gì đâu ta. Vô lại đi mấy chị. Nít nít vang lên 15 rồi mà nít bên em có mới có 5 người à. Mấy chị ơi, vô chốt bên nít Lê Bích Thảo nha. Vô chốt bên nick Lê Bích Thảo nha mấy chế. Rớt mạng rồi hả chế? Ừ rớt rồi, vô lại nè. Vô lại nha, vô lại nha mấy chị ơi, vô lại nha. Sắm đồ mặc Tết nè. Trời hôm nay về len giày đẹp lắm. Bán đầm xong lên len nè hả mấy chị. Chịp chả mang luôn. Hòa ơi Hòa, xe nick Lê Bích Thảo nha Hòa ơi. Xe nick Lê Bích Thảo á. Vô hai nick luôn nha mấy chị. Vô hai nick luôn ha. Mấy chị xe nhiệt tình ha. Nhưng mà chốt hàng bên nick Lê Bích Thảo nha. Chị nào em like nick Giang để cho mấy chị biết là em có lên lại ha. Anh xịt cái bàn ra. Ok, lên nha mấy chị ơi. Mấy chị nào vô lên rồi thì nick Lê Bích Thảo đang like lại nha. Mấy chị vô nick Lê Bích Thảo chốt hàng nha. Chị nào vô nick Lê Bích Thảo chốt hàng nha. Rồi lên like nha mấy chị. Tiếp nha, like tiếp nha. Tiếp nha mấy chị ơi, lên đồ tiếp nha. Xong chưa, lên chưa mấy chị ơi, lên vô đồng đồng tí ha, đồng đồng tí nha. À, nhớ chốt hàng bên nick Lê Bích Thảo nha, hồi nãy chốt tới cái gì rồi ta? Chốt tới Baby Doll không? Hello chị Cao Thu Thảo. Cao Thu Thảo ơi, chốt Baby Doll mặt đẹp lắm. Rồi Baby Doll, Baby Doll. Mẫu Baby Doll này cực sang luôn. Cực sang vô tầm 80 nha mấy chị nha, eo 80. Eo 80 nha, bầu bí con kia vô tư. Đây, bầu bí mắt đẹp. Đó, sắp xanh, sắp xanh, sắp nở, nhưng mặc cái Baby Doll này xinh lắm nhé. Rồi cực kỳ xa luôn. Rồi chốt cho em mã này là mã reo với chị Baby Doll mã reo nha. Chị nào lấy reo chốt mã reo cho em này, mã reo ha, xuống reo. Cầm em mã reo ha với chị mã reo. Mã reo luôn nha, chốt mã reo. Hiền ơi, nít này rộng quá. Hiền nít này rộng quá hả? Rồi mã reo, cầm em mã reo giúp em. Bên Facebook chị Thảo em không xin được, ủa vậy hả? Bên Facebook chị Thảo không xem được hả? Vậy nha, vô phải dành mấy mấy đó. Rồi, mà reo giúp em nha, mà reo. Chị nào không xem được bên phơi em thì xem bên phơi Giang nha. Không xem phơi em được thì xem phơi Giang ha. Sao? Thì cái hàng sao? Mở cái máy kia lên chút. Chị biết sao giờ máy em, mấy chị không vô được, biết sao giờ. Rồi, tiếp cho mấy chị. Tội mấy chị. Vô chốt hàng không được. Trời ơi, cái đầm này đẹp quá. Cái đầm bói đẹp quá. Dạ yeah. Mà reo, vô chốt. Chú chốt mà. Rồi reo reo. Cái reo cái đầm Baby Doll này là mà reo nha mấy chị nhé. Mà reo. Rồi em đây cái mà rây này nha mấy chị. Cái mà rây này chị đã lấy nè. Rồi em này em có 72. Reo cho chị Diệu Bình nè. Reo cho chị Diệu Bình. Reo cho Diệu Bình ha. Rồi em này em 72 nha mấy chị. Em 72. Rồi chị đơn em này comment nhanh tay giúp em nè. Cái 72 mét 6 khoảng 50 cân đổ về ha. Rồi comment cho em mã số 90. Chốt mã 90 cho em. Chế nào cho em một dòng game này với ạ. 80 đồng giá 85k, đồng giá 85k nha mấy chế nha. Đầm xét, đầm lưa, từ lưa, hột dưa chỉ 85k thôi này. Cho em một dòng game này này. Mã 90. Cả hai máy luôn nha mấy chị. Mã 90, 85k. 90, 85k. 90, 85k. Mấy chị ơi vô nhanh nhanh nha, mấy chị ơi vô nhanh nhanh nha. Vô nhanh nhanh chuẩn bị chốt hàng nha. Vô lại ha mấy chị ơi, vô lại nha. Đó, chị nào chưa vô vô nhanh nhanh ha. Reo cho chị Diệu Bình rồi đúng không? Rồi ren mã 90, chị nào lấy 90 chốt 90 liền cho em. Đồng giá 85, cảm ơn Hiền nha, Hiền ghi mấy vàng. Rồi cảm ơn Hiền nha. Rồi cảm ơn Thanh Hòa nha. Cô Hiền với Thanh Hòa nha. Rồi lấy tiếp cho mấy chị ơi, cái này siêu đẹp nha mấy chị. Đây. Em mặc thử này vô cho mấy chị coi ha. Đẹp lắm. Để giả mang luôn á, để giả mang con ngang luôn. Cái màu này mấy chị để dành Tết ha. Dành Tết mặc đi chơi biển. Hoặc là đi chơi, mình đi du lịch nha mấy chị nha. Cực kỳ xinh luôn. Việt Nam vào rồi, em có nghe rồi chị ơi. Hết mừng hết lớn là Việt Nam vào rồi. Việt Nam yeah, Việt Nam vào rồi. Đêm nay em mới xem bên nóc rồi này mấy chị. Cái lô hàng này, lô hàng F1 ha mấy chị ha. Lô F1 này giá ít nhất. Thế chuột luôn ấy. Nên xin nghỉ chốt cái vi này này. Rồi, chị nào xin chốt cái vi. Không phải chốt cái vi này nhưng mà
Bữa trước chưa kịp cho cái gì hết mà chưa kịp cho địa à, chỉ vậy cái hả? răng mẹ rồi. À, chưa cho địa chỉ nó văng rồi mà chốt cho người khác. Cái đi chốt cho người khác. Đi. Rồi màu đen nó chị mặc ba la giúp em nhé. Mặc ba la. Việt Nam rồi rồi, kiếm chị tặng chơi nào, mừng Việt Nam đấy vô nào. Ok, Việt Nam vào rồi tặng nha mấy chị, tặng đồ nha. À, chị chuột thua đây rồi. Chị chuột thua bên nick của anh này. Chị chuột thua bên nick Giang Phạm cho anh xin thêm địa chỉ đi em ơi. Cho địa anh chỉ xin đẹp thêm địa chắc. chỉ, anh chốt thôi nha. Lấy có cái mã bì mã 20 ấy, đưa lên cho chế con một cái để chốt hàng nè. Đây có số điện thoại rồi. Cái này nó lót anh chị, nó lót để chụp lót xuống đây. Rồi, chế nào lấy cái đầm cam này. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc. Từ từ em đọc quảng cáo này, chế chuột có đợi em xíu nhá. Trời ơi, trắng tinh tươm luôn. Mấy chị mặc bara cho em hoặc là mặc áo ngực màu đen là ok xuất sắc luôn. Rồi, comment nhanh tay giúp em. Màu này là màu số 12. Trời ơi, cái đó nó có cục dây không? Trời ơi, đèn rồi nó không biết. Bệnh này. Xuất sắc luôn. Rồi comment mã cho em mã 12 với chị, mã 12 nhé, mã 12. Cái chuột ơi, của cái chuột này cho em thì chị cái chuột. Chị em tính được anh Giang hủy mất đơn của chị đấy. Đây. Không biết, từ không kịp. Ừ, cứ đã, tưởng đã là bị đá ra, không chứ không vô nữa, cho nên đang tính. Chưa có xin được cái gì hết. Rồi comment nhanh tay giúp em này, cái chuột ơi, comment nhanh tay mã số số điện thoại địa chỉ nha. Số điện thoại địa chỉ ha, mã đi của chị đấy. Còn địa chỉ thôi. Địa chỉ đó hả? Ừ, còn địa chỉ thôi. Rồi, chế nào lấy cái cam này, chốt cam lên tay em với chị ơi, chốt cam lên tay nha. Có đẹp luôn, có đẹp luôn. Mà dơ, mà dơ. Thôi em chốt là, cái. Em cũng vừa ra em vừa trên bóng đá này. Đây, mà cam. Nhưng mà hết cơ hội xem rồi, bị lấy điện thoại ra rồi, hết hết xem được rồi. Wow, cái màu đẹp quá, màu này có hai màu blue và trắng. Em thử cái này luôn. Rồi, chế nào lấy cam, chốt cam cho em nha, cam nha. Cam đẹp quá, cam đẹp quá. Mã 12 hả? Cam kia một cái đi Giang. Mã 12 đúng không? Mã 12 đúng không? Ờ, mã 12, cam mã 12 á. Ok, mã 12 cho chị Thương Hiến nhá. Thương Hiến một cái, cái này mặc Tết là dành mặc đi điểm hoa đẹp ô. Ồ, dày dặn ba chất luôn. Cái này giá của nó 160 mấy chị ơi, đừng có quên nói nha. Hàng cực kỳ đẹp. Đẹp, em nói một câu là nó đẹp giả mang luôn á. Bi đi em chút cho chị chủ thua rồi, chị Hương Nha Nguyên ơi. Chị Hương Nha Nguyên chốt mã cái cho mình nha. Hương Nha Nguyên đi có mã 22 đấy. Chị nào đấy mã 12 một cam comment thêm cho em mã 12 nha. Mã 12 cam. 85k chỉ 85k thôi. Đây để em mặc thử cái này for body. Chị chuột thua cho em xin thêm địa chỉ đi chứ ơi, chưa có địa chỉ chưa chốt hàng thêm được bên em đâu nhá. Chị chuột cho địa chỉ là cho một chấm vài phút chưa có. Ô không phải, rồi chấm vi đen có người chốt rồi. À. Với chị nghe rõ em đọc mã cái nào rồi đọc cái đó giúp em nha. Em đọc mã cái nào thì là cái đó chứ không phải. Chấm đi đen kia của khách trước rồi, nếu mà chưa kịp cho địa chỉ em bị giăng ra đó nên em báo lại khách để khách xin địa chỉ đó. Đây nha mấy chị, body nha mấy chị ơi, body nha. Có hai màu là trắng và màu nâu, hai màu là trắng và nâu, mặc cực kỳ dễ thương lắm chị, chỗ đẹp quá. Cái này dễ thương cực kỳ luôn, mặc đi tiệc đi đồ rất là xinh ha. Hai màu trắng và nâu, em cái nâu nè. Cái màu này mét 6 khoảng 50 50 cân đổ về mét 55 46 cân nha. Ok chị Hương Nguyễn nha. Em gửi cho chị rồi nha chị ơi. Mét 55 46 cân. Cái cam nó cho chốt cho em cái chị một tên chốt tiếp. Ok chị nhá. Em ra từ là chị về nhá. Rồi màu này đây. Mai em cho địa chỉ. Nung và trắng nha. Ok nhá, để mai nhân viên gọi chốt đơn thì cho địa chỉ giúp anh nha. Nung và trắng. Rồi, mã đọc mã đi em. Mã nhiêu cho đọc mã hả? Dạ. Mã 15 đi mấy chị ơi, cho đọc mã không mấy chị đọc mã. Comment mã 15 giúp em ăn chủ dễ thương quá à. Cái này em không có mặc đồ trong đâu, em nó bao đẹp và bao sexy luôn ha. Nhìn cái chân ren của nó. Mấy chị thấy xinh không? Cực kỳ đẹp ha. Mặc cái này đi cưới nha mấy chị. Mặc cái này đi cưới được nha. Cực kỳ xuất sắc. Đi cưới được cực kỳ xuất sắc luôn. Việt Nam thắng trận này rồi. Em thấy chị bắt mộc nè. Rồi xuống nha mấy chị ơi. Xuống mặt 15 nha. 15 cái màu cho em. 15 trắng, 15 nâu. 47 cân. À, không sao đâu. 55. 46 cân mấy 55. Hai nứt nha. Nứt một nứt này, nứt này nứt kia không lo như vậy nha. Cứ chỗ này đi em ơi. Bên ăn đừng lo không biết ai. Cũng được xem lắm. Mã 15, 12, 15 nhé, 15 trắng và 15 nâu này. 15 trắng, 15 nâu. Chế nào đến màu nào comment màu đó giúp em nha. Nhìn có nửa người à, chị Thảo ơi. Nhìn có nửa người đó hả? Đây này. Bẻ lên. Ừ, thì không, đừng không thấy cái mặt của em, nó phải người ra bá khoái nhìn cái mặt em, anh hiểu không? Chuột thua 15 trắng này, ok, chốt cho chuột thua 15 trắng này. Bà cho địa chỉ chưa? Rồi, bảo là thế thì mai nhân viên gọi chốt đơn này, em gửi địa chỉ. Cũng được, không sao, không có để. Cho mình bút đi. Thì tùy. Chuột cho em cho mình bút đi chuột ơi. Chứ ngày mai nhân viên gọi điện sợ mất công. Gọi điện có thì chốt hàng cho chế. Nên là nhiều lúc chế không bắt máy này là hủy đơn thì buồn lắm. Không bắt máy mà không có địa chỉ á. Chào chị Sáu nha. Đơn chị mấy mã màu cam hả?
Chị bắt một lấy mã màu cam là cái đồng cam bự bự đó phải không chị? Đây có xe lớn không? Đây này, phải chị bắt một lấy cái này không? Hay là lấy cái màu nu chị ơi? Chị bắt một lấy cái màu cam này hay màu nu? Màu cam này không chị? Phải ok giùm em nha. Cam phải ok giùm em ha. Rồi đen đen. Chị nói đen, chỗ đầm đen này đẹp quá. Đầm đen này nét 654 con đổ về mấy chị ơi, nét 654 con đổ về ha. Chị nói đen, chút mà đen giùm em. Đen cho chị Hương Giang Nguyên này. Eo 74 nha. Vương Giang Nguyên đúng không? Rồi đen cho Vương Giang Nguyên nha. Hương Giang Nguyên. Vương Giang Nguyên. Quá đẹp xuất sắc. 85k, còn là 150 đủ lại không có mấy chị. Còn là 150 không ạ? Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Quá xinh luôn, quá xinh luôn. Nên nhanh nha mấy chị ơi. Cam bao nhiêu cái cam bao nhiêu? Cái cam cũng 85 luôn. Có hai size L và M. Cam size L và M. Size L lưng đằng sau là lưng có thun cho nên chiếc B1 nét 6 khoảng 56 cân đổ về ok á. Nét 6 56 cân đổ về ok ha. Bếp mọc vừa ta. Biết em ơi. Rồi màu này. Chị đeo màu này có tay nha, chị đi làm được ha. Comment cho em mạng số 2. Phải không? Số 2. Em nói bên này. Nhìn về thì bên em về thì bên kia nó khó nhìn nha. Cam lấy thẳng mấy mặt đó. À đúng rồi chị. Cái cam thẳng mấy mặt ok cho chị bắt mộc nha. Chị vừa không thả, chị bắt mộc vừa không. Em không biết. Cái màu đen em hết rồi nha. Màu đen em chốt cho chị Hương Giang Nguyên rồi nha mấy chị ơi. Đen đúng, đúng như Mina Moon đồng giá nha. Rồi còn mê mã số 2 cho em xuống số 2 luôn. Mã số 2 mấy 653 cân. Số 2, số 2 cho thỏ ớt nè. 2 cho thỏ ớt. 2 cho thỏ ớt ha. Thỏ ớt đi chứ. Đồng giá hết nha mấy chị. Thật nhiều đẹp. Có lên body không Thảo, Dương Ngọc Thủy. Chị ơi lên body không có chị. Đồng lên body không có nha. Rồi dung luôn mấy chị ơi, dung luôn. Tụi dung này đẹp lắm nha. Dung này xuất sắc, mặc vô chúng chị coi mấy chị ngốc luôn. Bà Hiền ơi, dung này bà Hiền ơi. Tụi dung còn dài nha, dung còn dài nha. Trời ơi. Dung này 120 nha, 120 nha mấy chị ơi. Bán 85 luôn. Chị áp dụng chế độ xe la chim nha. Mừng Việt Nam chiến thắng. Ủa mà chiến thắng chưa? Thắng chắc rồi. Thắng chắc rồi hả? Thắng chắc luôn mấy chị ơi. Đây, thắng là tối nay đi bảo luôn ha. Cái cam nó bảo có hai size đúng không? Cam có hai size, cái lờ cái mờ. Cái mờ của em, cái mờ cái mộc. Chị bắt mộc đúng không? Ừ. Mãi gì, mãi gì, mãi dung. Bà Hiền dung, dung, dung rồi kìa. Trời ơi, xinh quá má ơi, đẹp quá. Ok cho bà nha. Dung. Chào chị Long nước đạp đó, chứ biết bên nước anh nhiều khách phố của mình thấy cái cùng chị Nguyệt Trinh này chị trong nước nào đây rồi đến hết này. Hello, chị. Chụp thu nè em, quái trời. Rồi mình tiếp cái chốt, cái chốt cái nít anh Giang, rồi nha anh Giang dùng hai nít luôn. Ừ. Rồi mình tiếp chốt hàng này nha, chốt hết cho. Rồi mà dùng cho bà Hiền. Số 2 em hết rồi mấy chị ơi. Số 2 em hết rồi này. Rồi dùng cho bà Hiền. Cái hồ môi đẹp lắm không đây. Đẹp lắm. Ừ. Thắng rồi, dùng dùng cho Thế Hiền nha. Dùng cho Thế Hiền là thấy comment nhiều quá, thấy rồi nha, đừng không có chừng comment một chữ nhiều quá nó máu spam đó nha, spam rồi comment không có lên đâu đó. Rồi mẫu này body luôn, hơi hơi body, chế nào mà 60 cân thì body nha, còn chế nào 40 cân thì mọi người phong xuông mấy chị ha. Đầm len xinh xắn luôn, rồi đầm len luôn mấy chị. Chị lên cái đầm len này chốt cho em mã số 3 mét 657 cân đổ về mã số 3 dùng chốt cho Hiền rồi nhé. Nhìn nhìn Trương ơi, mã số 3 mét 657 cân đổ về và 45 cân đổ lên. Mã số 3 này, mã số 3 cho em đi mấy chị. Chốt mã 3. Mã số 3 đi dùng em hết rồi. Mã số 3, mã số 3 màu đỏ nhá. Mã số 3 nha. Số 3 cho thỏ ớt này, số 3 cho thỏ ớt này. Cái này mặc Giáng sinh nha. Cái em được tặng chị chung với đơn hàng của Hà Phạm ở Bình Phước. Cái nào đó? Ồ, Hà Phạm đơn hàng đi rồi Thanh Hòa ơi. Hà Phạm mới đi hôm nay rồi. Mới đi hồi chiều rồi. Em đi book cho rồi. Ok, chờ tua để trước em chết cho nhé. Em mời. Rồi, màu này nha. Em à. Màu này bị dơ rồi. Hả? Cái đầm lên. À, nó bị nó hủy đi, hủy đi, hủy đi. Nó dính màu, hủy đơn đi. Hủy đầm lên nha mấy chị. Xeo luôn đi. Xeo luôn hả? Cái này bị dơ này. Cái đẹp quá à. Muốn dùng mặt nôi quá, đẹp quá. Nó bị quệt mất. Xeo, con đi. Xeo hả? Xeo, tôi chỉ cái chế thỏ ớt á. Nó bị đó, nó bị ở ngay cái tà dưới kìa. Nó bị ngay cái tà dưới cùng bị ngay cái tà dưới nó bị đụng xuống cái đầm nào á, nó bị hơi dính mực mực ở phía dưới thôi, khó thấy ha. Nhưng mà còn xeo luôn, thở ớt mà đồng ý lấy đây nè, thở ớt mà đồng ý lấy á thì lấy nha. Đây để xeo luôn ha. 85 hả? 85 xeo luôn, xeo luôn 65k luôn. 85 xeo 65 luôn ha.
chế đồng Mỹ lấy không lấy ok giùm em ha. 85 triệu 65 nè. Váy trắng sao? Váy trắng giờ luôn, trắng luôn. Đẹp. Theo luôn. Trắng đẹp quá, mặt may đẹp lắm á. Có ngọc nè, cổ có ngọc luôn nè. Giờ chỗ nào vậy? Giờ đâu vậy? Giờ đây nè, nó bị đứt bịch, nó bị rớt bịch, nó mới sượt qua nè. Giờ này giặt ra. Giờ này giặt ra, giờ này không phải bị nhuộm màu. Nhưng mà màu trắng, màu trắng mình tẩy được mà. Màu trắng mình tẩy được không sao đâu. Nó bị giờ một đường, giờ quẹt ra mới chết. Bao hàng vận chuyển nó quẹt qua. Đó, rồi chế lên cái này sale luôn. Rồi xem cái này luôn mấy chị ơi, xem này 70k. Chị lấy comment mã 70 giúp em này, mã 70 nha, mét 6 khoảng 50 cân đổ về, mét 55 46 cân nha. Mét 55 46 cân. Rồi comment cho em mã của nó mã 70. Cầm lên là 65 đúng không? Đúng rồi. Cầm trắng mã 70. Ok. Thế nào lấy cái đầm lên 65k comment mã 65 cho em nha. Còn đầm trắng là 70 là mã 70 luôn này mấy chị ơi. Lấy cái mã nào comment cái đó cho em nha. Rồi em được form to nha mấy chị, form này giống Mỹ, giống người Mỹ á mấy chị, giống 70. 70 eo 76 không? Không. 70 thanh hàng là đâu có người em ơi. Mét 6 khoảng 50 con, 52 con đủ về. 65 cho chế mi hiền nè. 70, 70 thanh hàng là không vừa đâu nha. Em bao chốt cái đầm này nha mấy chị, bao chốt cái đầm này ha. Để không thun mình nữa nha. Rồi chị nào ưng cái đầm này cầm đi nhanh cho em, mặc rất là phong cách. 65 con đủ về, 50 con đủ lên. Comment trên mã to, chốt mã to. Mã 70, 70 chốt cho Nguyễn Như Ý nha. Tại Thanh Hoàng mà em không vừa đâu, em nói thật, cái nào vừa em chốt cho. Mã to, chốt mã to đi em. Ui chà, mã to mấy chị. Trời ơi, đẹp quá. Ông người đang tin dấu, đang tin dấu cái này mặt mấy chị ơi. Mã to, to cho chị Nhung lên bảo lộc nè. Em đang tin dấu cái này mặt, quá đẹp luôn. Màu đẹp bầu bí bao chiên vô tư nha. Bầu bí mặt, bao đẹp luôn. Còn chế nào không bù bí mặt bao xinh luôn mấy chị. Chị nào mà thích có eo ốp chút có thể mình thắt eo vô ha. Mà cái này đa số mặt không xuông nó mới đẹp ha. Quá dễ thương luôn, trời ơi quá xinh luôn. Rồi cái màu này mấy chị nhớ nhận ra cái màu này không. Cái màu này hàng riêng luôn mấy chị. Màu này đang bán với giá là 180 nha mấy chị nha. Đi ngoài đang bán với giá 180. Rồi chị nào màu này comment nhanh tay giúp em 85k luôn. Comment cho em mã số 6. Ê, đây nè, mã Thanh Hòa nè. Mã số 6. Bình này mã số 6 nha. Số 6, không có này là nhỏ con mà đẹp hơn nhỏ con. Không, nhưng mà được con mà đều nhưng mà cũng được. Tầm nó trên 54 cân đủ về là 65 chị. 65 đầm lên coi giãn tốt nha chị Mỹ Hiền nha. Mã số 6 cho chị Tuệ Nghi nè. Chúc cho mặt ơi, cái đầm này đẹp thế. Trời ơi, ở đâu ra nó cứ lọt lọt ra vậy. Cái đầm này đẹp quá, 85k của ngồi không. À, người mẫu như em cao 1m54 nặng 46 cân nha. 46 cân, 1m54 nặng 46 cân nha mấy chị ơi, mặc cái gì nó cũng vô hết. Size S nhét cũng vừa luôn. Nói vậy thôi chứ mấy size S nặng nhỏ nhét không vừa. Size S số 8 thôi. Rồi mẫu này, mẫu này. Rồi mẫu này em xin thông báo cho mấy chị biết một tin vui và một tin buồn. Ủa thì em giữ mặt luôn. Quá đẹp. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Em không. Nhưng mà một tin buồn là eo nhỏ nha. Ok, số 5 bỏ nè. Một tin buồn của nó là eo của nó hơi nhỏ nha mấy chị nha. Eo em này tầm 68 độ về. Chị nào ơn chốt nhanh tay cho em mấy chị siêu phẩm. Chốt mã siêu phẩm cho em thôi, chứ giữ mặt của nha, đẹp quá hả? Mã là gì? Mã siêu phẩm. Eo bao nhiêu? Trời ơi, eo số 8 độ rồi, eo 68 độ về, mã siêu phẩm. Eo 68 độ về, mã mét siêu phẩm 1m538kg rộng lắm không chị? Đây là 1m538kg mà cái tầm lấy cái nào sai eo 68 độ lại nhá. Mã siêu phẩm, eo 68. Siêu phẩm, quá đẹp, xuất sắc. 85k. 85k thôi. Trời ơi, thiệt luôn á, không dịp ở đâu. Rồi, cầm thấy hàng chế hàng tại nha, thấy chế hàng tại nha. Siêu phẩm, nhớ là siêu phẩm eo nhỏ nha mấy chị nha, siêu phẩm eo nhỏ nha. Eo tầm em thôi sẽ quen nha. Eo số 8 độ về nha. Rồi mẫu này luôn mấy chị. Đó, quá đẹp luôn, rớt vai ha, mẫu này là rớt vai nha mấy chị nha. Hai bên này là rớt vai nha, rớt vai thế này ha. Quá xinh luôn nha mấy chị, quá xinh luôn. Rồi mẫu này quá đẹp luôn ha. Siêu phẩm, mã siêu phẩm nè. Đây. Siêu phẩm cho chế thỏ ớt, chứ thầy đưa 025 này. Rồi mẫu này chị ơi, cái đầm này comment nhanh tay giúp em là mã 80. Mã 80 giúp em. Ủa, chị Hiền Dinh đâu ta không thấy ta. Mã 80 eo 70 nha. Chị Hiền Dinh luôn. 77. Eo 77 đồ về, bà Hoa mặc được này Hoa ơi. Bà Hoa cái này bao gọn người nó có múc ngực luôn ha. Cái này gọn người mà có múc ngực luôn nè. Rồi comment cho em nhanh tay nè chị.
nhanh tay cầm lên mã này luôn. Mã siêu phẩm eo 68 này, không có ngọc sao đi 68. Đây nè, anh chốt siêu phẩm trai rồi. Siêu phẩm chốt trai rồi, mã số 80, mà 80 chốt cho ai nè, chốt đi anh. 80 chốt cho cái điểm sân ca mà. 80 cái điểm sân ca mà siêu phẩm này chốt rồi hả? Chốt rồi em. Siêu phẩm chốt rồi. Mã 80 chốt cho cái điểm sân ca nha. Hằng Tạ, ừ anh thấy rồi, anh thấy rồi Hằng Tạ ơi, anh nói lại rồi em nhé, cứ comment đi. Anh thấy. Ok, comment lên thấy anh chốt cho nha. Có mức ngực body luôn. Body có mức ngực đấy chị. Nét 6520 gửi về. Chỉ nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại để em chốt cho mấy chị ơi. Không có số điện thoại này em chưa chốt được nha. Mét 55 47 cân. Comment liền cho em mã của nó, mã body nha chị, mã body ha. Mã body 80k. Body 80k, comment body cho em. Body 80k nhá, comment body. Body 80k này. Body mét 652 cân. Mét 55 là 46 cân. Mã body, body 85k này, chứ là cái body comment body giúp em nhé, mã body 85k nhé. Mã body là 85k nhé. Dạ hồ nha mấy chị. Cái đầm dạ hồ đuôi cá ha. Đầm dạ hồ đuôi cá. Chỉ nào mặc có vòng eo chuẩn luôn mặc dạ hồ nha mấy chị. Đây dạ hồ. Ở trên đó thon thon ở dưới đuôi cá xuống ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là xinh là chuẩn đẹp quá. Rồi đo eo luôn nha mấy chị. Đo eo luôn nha. Em này yêu co giảm thì nhìn em nhỏ nhưng thật ra là có co giảm ha. Yêu em này 72 co giảm tới 75 nha mấy chị nha. Yêu 72 co giảm 75. Rồi mẫu đây mét 6. Mẫu mét 6 khoảng 52-53 cân ok luôn mấy chị ơi. Mét 6 52-53 cân ok luôn, 85k. Comment giả hồ cho em. Mã giả hồ. Mã giả hồ nha. Mã giả hồ. Mã giả hồ. Rồi giả hồ cho em nha mấy chị, mã giả hồ. Mã body 80k, body 80k cứ cho thỏ ớt nè. Cái tướng thỏ ớt. Thỏ ớt cái tướng đẹp mà thỏ ớt mặc cái đó là bao đẹp luôn á. Cái tướng ai mà ngon ngon một tí mặc mấy cái body của trồn nó đẹp. Dạ hồi. Dạ hồi. Dạ hồi. Dạ hồi cho ai? Nhiều quá dạ hồi đâu ta? Đây đúng không? Đúng là dạ hồi trắng á. Dạ hồi màu trắng này. Dạ hồi nha, em chốt dạ hồi này. Dạ hội cho mèo tây nè. Dung nha mấy chị nói đi dung chốt hỏi dung cho em đâu. Cái mèo tây hôm nay nhân dân bên em chốt hàng hết hồn nha. Nên đừng có giữ hàng lâu lâu nha, chốt một cái là hết hồn đấy. Đúng rồi. Giữ lâu lâu xong rồi chốt một phát là hết hồn nha mà mèo tây. Rồi mét 654 cân đổ về cho mấy mã dung. Em thấy Hoàng Huỳnh nè, em thấy suýt đẹp gái này, thấy chị Bình Nguyên luôn này, em thấy chị Sơn Huỳnh Tuyết nè. Mấy chị ơi, cái dung này nè mấy chị. Mặc dung như thật ra nó là giống như cái đầm vậy đó mấy chị, mặc dung người ta tưởng mấy chị mặc đầm chứ phải dung. Dung ha. Tại vì cái ống của nó này nó rất là hài hòa, nó tạo điểm nhún nhún ở đó, mấy chị phải banh ra về mới biết là dung nha. Mét 6 mang được mấy chị không bị đụng nha, cái này mét 6 mang không bị đụng. Còn mấy dung chê? Dung giả dung đầm dung. Nha. Dung giả đầm á. Mã là dung hả? Đó là dung. Dung. Ô dung này eo vô thun mà đúng không em? Bao cân? Eo vô thun bao 1m654 là đi. Trời 1m6, 54, 56 cân rồi mà được hết mấy chị nha. Ok này, dùng. Rồi. Dùng cho chế mi fan này. Rồi, dùng cho chế mi fan nha. Chế thơm cái đầm này ở dưới là ôm mông nha mấy chị. Ôm mông và xòe đuôi cá ở dưới nha. Còn trên này phồng phồng rất là xinh ha. Là... Đây, mét 655 cân đổ về ok luôn. Mét 655 cân đổ về. Comment mã đen cho em, mã đen nha mấy chị. Đầm mã đen nha, trời chất đẹp quá. Trên này chị Long nữa ra chưa được rồi. Rồi mã đen giúp em. Mét 655 cân đổ về comment mã đen. Mi fan này là gửi chung với chế Hiền đúng không? Mã đen nha mấy chị, mã đen nha. Lột cái này ra. Lột cái chữ ra. Mã đen comment mã đen. Mã đen. Mã đen. Qua một chiếc bột. Mã đen. Xếp cho tiền luôn. Xếp cho chị chỗ cái áo thì ngầu chưa? Nhìn thường mấy áo thôi thấy đẹp à? Nhà hội không em. Wow, chị Trang Đi Lương mới vào hoặc vào nhà hội không biết. Xếp nhà hội. Xếp nhà hội rồi. Đề đẹp, đề đẹp. Mấy chị có ông nhà hội đẹp vừa nào em đem nhà hội công cấp thì bán không? Tại vì cuối năm này bên công ty có tổ chức sự kiện nhà hội, tiệc mang nhà hội về
mua nhà hồi mặt để về bán cho mấy chị luôn ha, nhưng số lượng ít thôi. Có len không chị? Có len nha, có ủa, len nha Hoàng Bình ơi. Đẹp ủa, đen đẹp đẹp cực lắm kỳ. Ha, em xíu, em vừa bán xong cái này rồi, em bán xong này em qua len nha. Rồi, size này size M mấy chị ơi, size M mấy 6, khoảng 54-9 cân nha. Chị nào lấy cầm nghe cho em mặt của nó là mã số 77, mã 77 mấy 6 khoảng 50 cân. Size M, mã 77. Cầm nghe mã 77 giúp em nha, mã 77 nha. Mã 77. Cầm nghe mã 77 nha chị, mã 77. Mã 77. Qua. Wow. Má 77 nha, má 77 thì mới chơi. Má 77 là một set áo thun đen chân váy chấm bi nha. Đúng không? Chân váy đúng không? Đúng rồi, quá đẹp luôn. Má 77. Đây là một cái đầm bi ha mấy chị ơi. Cái đầm bi có gì địch hả? Thôi bây giờ chị vào không được. Ừ, chị lấy thêm máy đi vào like của em đi. Còn em thấy em chốt cho. Còn đá banh mới thấy cái giá hội không kịp chốt. Em bảo rồi, đồ đẹp kinh lắm. Mai sẽ hoàn lại hàng em một không. Để mai thì em lấy luôn rồi gọi nha. Ok, chị run em nhé, không sao. Không biết mai còn không, chắc hôm nay vui vui là làm một cái wow. Mà hết sạch đấy. Cái đầm này đẹp quá. Mét 6, 55, 56 cân đổ về mấy chị ơi, 56 cân đổ về ok luôn. Comment cho em mã đẹp. Mã đẹp nha mấy chị ơi, mã đẹp. Má 7, má 7, má 77 là chốt cho thỏ ớt nhá. Ok em thấy rồi nha chuột ơi, cảm ơn em nha. Mã đẹp, mã đẹp, chị nào lấy mã đẹp chút, mã đẹp giúp em nha. Đẹp quá đẹp luôn. 85k. Mã đẹp có hai màu mấy chị ơi, đẹp trắng và đẹp đen nha. Đẹp trắng hay đẹp đen? Đâu đen đâu? Đen đây đen đây. Là trắng hả? Đẹp. Đẹp, mà... thôi chốt đẹp trước đi. Cái trắng trước xong. Dạo hồi em còn một cái màu đen đấy chị ơi. Dạo hồi còn một cái màu đen nha. Đẹp. Má đẹp. Ui trời ơi. Mà đẹp không phải mà bi đâu mà đẹp. Anh biết, đây. Anh biết rồi, anh đang chốt má đẹp đây. Đẹp, đẹp tới chế dịp loan này. Đẹp có một cái trắng thôi. Đẹp có một cái trắng thôi và đây là đẹp đen ha. Đẹp đen này mấy chị comment đen cho em đi. 60 cân vừa đúng không mấy chị? Đẹp cho Diệp Loan nha. 48 cân đổ lên. Rồi comment nhanh tay giúp em này. Hàng X1 mà bán siêu rẻ nha mấy chị nha. Bán rẻ hơn xỉ ha. Xỉ không là giá của nó là mấy gì? Mấy đen đúng không? Rồi, ha? Trăm mấy rồi. Rồi đây chị nào lấy đen comment đen cho em luôn. Đen ha. Giúp đen cho em. Lấy xuống đen. Đen. Chắc. À, lai nào bị chậm. Lai bên em bị chậm mà. Tất nhiên F9 nó phải hơn F, nó phải hơn F3 chứ. Má đẹp là Diệp Loan rồi tới Phương Trang rồi tới Kim Ruby nè. Má đẹp nha rồi tới chị Bát Mộc nè. Nên là Diệp Loan là comment trước nha. Rồi má đen nè. Má là đen. Đen đẹp đen đẹp. Má là đen nè em chốt đen nè. Má đen nè. Má đen. Đen à, má đen. Má đen. Nhiều quá. Trời cho ai sao lặng lâu quá bị ăn hai cái đó. Đang đổ lên nè. À đây bị lát em biết không? Ăn lên hai máy cũng bị lát lên bé. Vui lắm. Ồ đẹp đen này. Đẹp đen em chốt cho chị Trăng Liêu một cái này. Đẹp đẹp đen cho chị Hùng Hà một cái này. Hết hết hết. Rồi một ngày chị nào lấy vàng chốt mã vàng giúp em giống chị mã vàng. Mã vàng mét 654 cân đổ về mã vàng nha. Mét 654 cân đổ về. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng. Mã vàng nha chị nha, mã vàng nha. Mấy chị ơi xem mã tay nha chị, xem mã tay nha. Mã vàng. Chốt mã vàng. Mã vàng nha. Rồi, bon. Giả hộ nha mấy chị ơi. Giả hộ màu đen nha, màu trắng đúng không? Thì màu đen. Giả hộ đen, trời ơi đẹp quá. Giả nó đẹp đẹp. Giả hộ nè. Giả hộ đen nha. Cái giả hộ này này, y chang này luôn. Chị Bình mới lên xong một chút xíu. Yêu 74 đổ về nha chị nha. Yêu cô giảm 74 đổ về luôn. Má vàng, vàng. Không không thấy bà hoàn hảo. Bị văng ra không vô lại được đó Thanh Hòa ơi. Hồi nãy có đó, không văng ra không vô lại được đó. Rồi chị nào lấy cái đen này comment cho em mà. Còn nó mày giả hồ đen luôn. Giả hồ đen đó chị ha. Giả hồ đen ha. Giả trắng nha mấy chị hồ đen. Bị văng không vô được em ơi. Hình dinh văng vô được luôn hả? Hình dinh có la làng có nhắn tin không? Không phải nhắn tin gì không vô gì đâu đâu nhắn tin nữa. Rồi comment cho em mà cô nói là mày là hồ đen nha. 85k luôn nha chị nha. Hồ đen kêu có coi dạng chị yên tâm ha. Em có coi dạng nha. Dạ hồ đen cho Dương Ngọc Thúy nè. Để em nghe đọc vàng, đọc vàng ai vậy? Không, đọc vàng cho Giang á. Vàng cho Giang hả? Ừ. Dạ hồ đen cho Dương Ngọc Thúy nè.
Trời hay đẹp quá, đang đi giấu mà thôi, chứ gì là nhiều nhân chế không biết chị chịu chết. Rồi màu đây nha mấy chị nha, đẹp quá đang đi giấu. Rồi màu đây nha mấy chị ơi, đang hot nha, hot gương mặt nha, đang hot nha mấy chị, màu đang hot. Rồi chị đâu màu đây, comment nhanh cho em mã hot luôn nha mấy chị nha, mã hot. Mã hot 1m6 khoảng 55 cân, 55 cân đổ về mấy chị, 76 nha. Giờ bà mấy chị ôn vô vây của anh thì bà hoàn hảo này. Em 76. Chị cái xã hội đi Thảo. Em 76. Comment chậm quá. Em 76 mấy chị. Mã. Mã số 33. Mã số 33 em 76 mấy chị nhá. Đồng giá 85k hết này. Mã số 33 em 76 nhá mấy chị nhá. Mã 33 em 76. Ô màu này con chị. Quá đời hoài không có set. Có mờ. Mã hot. Mã này là mã hot. Mã hot hả? Mã hot. Mà hot đúng không? Mà hot. Ừ, mà hot cho chị Diệp Sơn Ca này. Mà hot thì Diệp Sơn Ca. À, mà vừa hot vừa 33 luôn mới cưng chứ. Chị Thủy Tiên 83 chị mém được nè. À, ừ. Linh Đoàn cũng mém được nè. Màu đẹp này nha mấy chị ơi, màu đẹp này comment cho em mà 55. 1m6 phải 54 cân em phải đi nha. Cái này hồi này là không. Cái này về tầm một cái đẹp của em. Không, cái này hồi này bị chốt thịt nè. Hồi này chế ra chốt thịt thì chốt lại nè. Này chế ra chốt thịt chốt lại nha. Rồi, 1m6, 54 cân, 74. Mã 55 đúng không? Không biết. Mã 55 đúng rồi. 55, mã 55 mấy chị ơi, mã 55 nè. Chị lấy con hàng vui quá. Sao mà vui? Không một, có một mà phân là mấy cục luôn. Ở đây là phân đâu? Nè, phân rồi. Em... Ừ. Đó, em phải bế phân, phân, phân. Ừ, vậy là em, vậy là em phân đấy. Đâu, em ngồi cánh chị biết phân. Chị bế nghe không? Có ngàn gì đâu mà một bộ mấy cục luôn nè. Trời dùm. Mã 55, từ từ chút cái chút 55, 55 cho chị Trang Ly lưu nè. Đây dùm, dùm nha. Dùm mét 6, 55 cân đủ về ok luôn. Dùm này như đầm nha chị ha. Dùm này dùm dạ đầm nha. Em bị lạc trôi rồi. Dùm này là dùm dạ đầm nha mấy chị. Mấy chị mặc dùm nhưng người ta tưởng mấy chị mặc đầm nha. Đó, đá ra về mấy cái dùm này đó mấy chị thấy chưa. Cái này là mét 6 em bao không bị đục nha mấy chị. Mét 7 không bị đục luôn. Rồi chị nào lấy chốt mặc dùm cho em. Đó, bao cân? Cái này toàn hàng trăm mấy mà. Nghĩa là hôm nay chỉ có hôm nay dùng, có sale rồi đâu mấy chị ơi. Dùng, dùng, dùng. Dùng cho chị Long nữ đào này. Hồ này chốt chốt thịt này. Dùng cho chị Long nữ đào này. Hồ này chốt thịt này. Dùng cho chị Long nữ đào nha. Dùng cho chị Long 55 trước. Em trước anh Giang ơi. Bên bên anh thấy, thấy bên anh là thấy chị Trang Ni lâu lên này. Rồi thấy chế kia Linh Linh Đoàn này. Rồi mới tới chế Vi Nam Minh này. Không biết là do mày hay sao mà lên chậm với ta. Bên máy mình, bên máy của khách hàng bao giờ cũng lên trước. Ờ, mấy chế nghe em đi tại vì em cũng từng em mua hàng online mà. Em lên nè đi báo thôi, đúng kìa đi nhanh đi báo em ơi. Lên nè đi cùng đi báo này Việt Nam. Đúng giờ mà cho nó ngồi xíu nữa cứ ghê á. Mà bi cho 70, mét 6 50 cân mà bi nha, mà bi cho 70 mét 6 50 cân. Chúc mà bi cho em. Bảo làm gì bây giờ thắng là thằng Bảo nha mấy chế ơi. Thắng rồi. Ủa? Chung kết rồi hả? Sắp rồi. Chưa chung kết mà. Sắp rồi, nhưng mà thắng là đi đâu. Chung kết hả? Chào chế Hoa Nguyễn nha. Hello, chế Hoa Nguyễn luôn. Máy là máy gì bây hả? Lê Bích Thảo. What? What? Rồi body mấy chị ơi, body 8. Ủa đâu đâu body này khác. Body nha mấy chị ơi, body. Chị nào lấy body, body 85k. What? Có bút ngực. Bi ok bi chấm bi đỏ nè, bi đỏ cho chế Thương Hiến nha, bi đỏ cho chế Thương Hiến nè. Em coi dài được tới 74 luôn mấy chế, em coi dài được tới 74 luôn nha. Thế là lấy body chút body. Còn đen mã 55 không bị đen mã 55 mình ăn hết rồi em ơi. Đen mã 55 ăn hết rồi nha. Body nha mấy chế, body. Lên nhanh nha mấy chế ơi, nay không kịp thở luôn nha. Giờ ngồi đỡ mỏi chân này lên nhanh nha. Rồi, em này là một em cực kỳ dễ thương luôn. Mấy chị thấy ứng dụng ta, ngồi thấy được không biết. Đây, rất là đẹp ha. Phải hai lớp nha mấy chị ơi. Von và có lớp lót trong đây rất là dày luôn, mấy chị không sợ hở nha. Mấy gì, mấy gì? Mà body. Body hay 70? Body. Ủa, cái 70 là cái gì ta? Em 78. 70 là cái gì vậy ta? Em 78, 70 có phải body không mấy chị? Không biết nữa. Rồi em 78, mấy chị ơi, bùng con kia được nha. Chị nào lấy chút khoảng 78 cho em luôn, bùng con kia được. Em 78 đổi về nha. Mét 6, 58 cơm. Mét 6 58 cân, comment cho em mã 78. Đây mã 78. Việt Nam thôi, đi vô mấy cháy nha, mình đi bảo hết luôn kìa. Mã 78. Làm gì được đi bảo, giờ này đi bảo chồng con mất chết. Trời ơi, chồng đi rồi, chồng trời đi bảo mới ghê chứ. Anh cầm cái số 78 đâu.
78 nha, 78 nha. Có chồng giận bà mà xuống vậy. Em ngồi like thấy mồ luôn đấy chị ơi. Tối nay phải ngủ sớm, mai like chị buổi sáng nha. Bên dưới comment giờ đầu đi. Comment gì? Lại dấu. 78 này. 78 cho chị Trăng Ly Lưu này. Trăng Lưu á, rồi xếp chị nào này, giờ cho xếp này, huyền xếp này. Đó, comment mà xếp cho em đi, xếp siêu đẹp, size tầm size L á mấy chị ha. Mét 6-54 cơm, cho 74 nha. Cho 74. Tốt là không kịp ý. Rồi xếp cái gì? Là tốt kịp. Em nói thật cái xếp này siêu phẩm. Cái xếp này nhập không là cả gồm cả hơn 100 ngàn nha mấy chị nhá. Siêu phẩm nó xếp siêu đẹp thật sự. Cái áo sơ gì nó đẹp giả mang luôn á. Rồi chị nào ơn chốt liền kia mà xếp này. Đẹp lắm. Nè, em nói với chị tin. Mã set nhá. Nè mấy chị. Mã set 85. Hát chốt rồi, mong cho đi chị xả nha. Đó, nên chị nào nhanh tay chụp liền, đẹp lắm. Không cần. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chị không chốt được. Chốt đúng mãi giúp em nha chị Mi Fan ơi. Set cho Thảo à, set cho Thỏ ớt nè. Mã set 85k cho Thỏ ớt nhé. Thỏ ớt mà. Mặc vừa cái áo cho mấy thùng, hỏi lại đây không? Em nói đi. Thỏ ớt ơi, Thỏ ớt ổn mà đúng không em, cái đó size L của em. Áo em mặc vừa mà cho mấy rộng ha. Em có lời không lấy thì ok là lần cho chị. Về bóp vô cái trong máy một chút xíu là ok. Còn nếu không thì người khác nhé. Hồ gia tệ của em chị gửi chưa? À không, nhiều đi đơn không nhớ, nó nhiều quá anh không để ý nha. Hồ gia tệ ơi, cái gì để tính lên kiểm tra cho nhá. Chưa đi, nếu mà nhân viên chưa gọi chốt hàng là chưa đâu gọi là đi rồi nha. Ủa cái đầm này đẹp quá, có túi luôn. Mình đẹp à? Mới thấy cái gì chưa kịp chốt đã giấu rồi. Đây, có túi luôn nha, có túi luôn. Em mà để mấy chị thấy là em đâu có giấu được. Rồi đấy, comment cho em mặc nó mà 44. Cho xem cái hồng mới giấu rồi. Mà 44 nha, mà 44. Thì đâu em 44 chứ 44 mấy 6-57 cân đổ về luôn. 40 cân đổ lên, 57 cân đổ về. Mặc 44 nè, mặc 44 mấy chị ơi. Mà xếp cái gì. Là cơ ơi, ngơi nè, đâu rồi. Mặc 44 nha. Thở ớt đâu rồi. Thở ớt ơi, thở ớt đâu rồi. Em ơi, thở ớt có vừa không? Để chị biết thì chốt cho người khác, thôi chốt cho bà luôn, em thở ớt quá. 44 cho chị Diệp Sơn Ca này. Phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đặt. Rồi tiếp cho mấy chế. Wow, đầm sơ mi siêu đẹp, siêu ngầu luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp nha, đầm sơ mi siêu đẹp, cái vải này đẹp giả mang luôn á. Cái vải này mấy chị mặc cái đầm sơ mi này vô này mấy chị. Ok nha, thở ớt nha. Cái quần của cho em nha. Thở ớt chốt quá, làm chắc mà nó cho ăn nha. Rồi, rất là xinh luôn. Rồi comment nhanh tay cho em, mã này là mã số 40. Mã 40 cho em biết 6-54 cân. Em nên thông báo là cái này phải vô, không có lót cho mấy chị nha. Mấy chị mặc cái đầm sơ mi này, mấy chị mặc thêm cái quần màu đen bên trong giống như em nha. Hoặc mặc chung cái quần váy thôi cho em nha mấy chị nha. Rồi, comment mã 50. Mã bao nhiêu? 40-50. Mã nhiêu nhỉ? 40-50 nhỉ? 40-50 gì đấy nhỉ? Rồi sơ mi mới chỉ đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi. Nó chế nào xả hả? Đầm sơ mi. Trời ơi, cái này mình phải chốt quá trời. Body đen hả? Một cái thôi nha, thở ớt nha. Thở ớt nha, một cái thôi nha. Phải nó không? Thế giờ quá chứ chốt, chế chốt không được quá. Đâu, thở ớt đâu có xả cái này. Body đen mà. Thì body đen đâu? Không có đen, thì body đen thì màu siêu phẩm mà. Ủa vậy hả? Chả cái ớt mình đang mừng, hết hồn. Tím không ra. Cái này là siêu phẩm mà. Chả có đấy. Đi xả cái này. Xả đây của thỏ ớt nhé. Bán thì khóc luôn. Khóc luôn. Mà bà khóc luôn. Ôi, mình dễ mình chốt cái này chỉ có khổ em thôi. Cho xả lần đầu như lần cuối nha. Nha thỏ ớt nha. Nha mấy chị nha, đừng ai xả mình nha. Tìm mệt lắm, thôi khỏi tìm nha. Cái đó để mang sau đi. Cái đầm body thôi được bán xong. Rồi chị nào lấy cái đỏ đây, comment mà đỏ cho em nha, mà đỏ. Chốt nhanh tay nha mấy chị nha, mà đỏ. Rồi mà đỏ siêu đẹp nha mấy chị, tay nhúng nhúng như vậy. Cái phần này phần body nha mấy chị, ôm cái mông, mấy cái đùi, xòe đôi cá cực kỳ xinh ha. Rồi chốt đỏ cho em luôn, phải siêu đẹp. Cái này em chỉ cam kết chất vải cho mấy chị 100% luôn ha. Cam kết chất vải ha, đẹp giả mang luôn á. Chất vải đẹp giả mang. Rồi comment mà đỏ cho em. Cái này đúng không ta? Lôi ra. Ủa, cái của em vừa thể ra hả? Cái đó em vừa thể ra mà. Nói là không có tiền nữa. Đi vô đây chút hàng. Để cái đó đi mai bán xong. Nó giống cái này nha. Đây mẫu này body nha nhóm chị ơi. Body cam đất nha. Body cam đất 1m6 khoảng 50 40 cân đổ lên và 50
54 cân đổ về. Có hai màu đỏ và đen, có bút ngực luôn, hai màu đỏ và đen body ha. Mặc cực kỳ đẹp dáng luôn. Hai màu đỏ và đen, quên hai màu cam, cam và đen. Nó cứ đảo nào không chú tụi nào hết nha. Cả hai đều đá ha. Rồi mà cam và mã đen, comment cho em mã số 1 đen và cam đây. Đây mã số 1 đen và cam ha. Mã số 1 chúng chị body ha, 80k. Body 80k. Đây, body 80k mới chứ nha. Rất là đẹp luôn ha, nó dáng cực kỳ xinh luôn. Mặc em nó đẹp dáng dạng vàng, cái này mấy chị đi tiệc được luôn. Mặc đi tiệc được luôn nha mấy chị. Đó, comment cho em mã 1 cam và đen. Nét 654 cân vừa luôn nha, để coi dạng lắm. Rất là coi dạng ha, 80k. 80k ha. 80k nha. Mi Phan đỏ, đỏ cho bà Mi Phan. Ủa Mi Phan là ai ta? Mi Phan ơi, Mi Phan khách cũ khách mới vậy? Mi Phan khách cũ. Mi Phan là khách cũ hả? Chốt cho Mi Phan cái đỏ nghe nghe cho em đi. Rồi đen chốt cho chị. Đen em chốt cho chị, body đen chốt cho chuột. Chuột, chuột hủy hả? Chuột cua. Chuột cua hả? Rồi body đen 80k chốt cho chuột cua. Nè chuột cua nè. Mình ghi tên không? Chuột cua. Rồi là còn body cam nha, 80k. Chị nên lấy body cam, chốt body cam cho em luôn. Body cam 80k. Rồi set này nha mấy chị. Một set này ha. Set cực kỳ dễ thương nha. Set bao cung luôn. Trong váy vây nha mấy chị. Trong váy là trong váy quay ha. Đây, mấy chị quay vô rồi mấy chị thắt dây vô giùm em nha. Rất là dễ thương ha. Cực kỳ đẹp luôn. Quay vô rồi thắt dây giùm em nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mẫu này, chị đeo mẫu này chốt lên cho em. Cục dây lại ha mấy chị ha. Đó, rồi áo này. Rồi chốt mã set trắng cho em đi mấy chị ơi. Set trắng 80k. Comment set trắng 80k cho em. Mét 652 cân. Mét 55, 47, 48 cân nha. Mét 55, 48 cân. Comment cho em mã set trắng 80k. Set trắng 80k nha. Set trắng 80k. Comment set trắng cho em 80k. Set trắng 80k. Đó là chụp mua. Set trắng 80k. Chào chị Yến nghe chưa nè. Hello, chị nghe chưa? Thêm một cái set nha mấy chị. Rồi, set này dễ thương quá à. Bao đẹp luôn, quần nha. Quần có túi nha mấy chị nha. Rồi, xin chưa? Nhìn cái quần không thấy ghìa rồi. Set này size... Chế hồ gia tẩy chút em lại xong em kiểm tra cho nha. Nếu mà có nhân viên em gọi chốt đơn cho chế rồi là chế nhận được ra chế hồ gia tẩy nha. Có nhân viên chốt rồi tức hành đi rồi. Rồi xếp này. Xếp này 1m654 con đổ về. Chị nói xếp này chốt mà nâu cho em. Mà nâu nha mấy chị nha. Mà nâu xếp mà nâu. Rồi comment mà nâu nha mấy chế mà nâu nha. Rồi mà nâu luôn nè. Nâu cho chị Tuệ Nghi nè. Nâu cho Tuệ Nghi nè. Nâu cho chị Tuệ Nghi ha. Nâu cho Tuệ Nghi 85k. Ê, chị cho em bỏ bôi điện giúp em nghe, em nhắn lộn. Cái đó nó mắc bùa rồi. Người ta đi bảo hết rồi em ơi. Ngọc Hằng mình vừa vô đó, cái hồn đấy kêu đi bảo được kìa. Cái này đẹp quá. Mình đi bảo kể người ta, biết chị mình chốt hàng nha. Cái này đẹp quá à, mình sẽ xay mờ, ta to rồi xay mờ à. Đẹp quá lấy cái này, đẹp quá. Nước nha, nước. Được không? Đâu thì mình có tàu. Rồi cái này chốt cho Lê Bích Thảo luôn mấy chị ơi. Rồi, rồi đó thì thôi chị nào ơn chốt mã xám cho em nha. Xám 6 khoảng 52, 50 cân đổ về. 50, 52 á, mấy 55, 48 cân. Body đợi xét mãi mà không được, có xét không ta? Có xét đây. Sáng, ồ đẹp thế, sáng. Lê Đức Thảo. Chốt Lê Đức Thảo. Lê Đức Thảo là Lê Đức Thảo. Chờ Lê Đức Thảo, nói gì
màu này là màu tâm đất nha mấy chị nha. Thầy Vũ Thị Cẩm Giang nha em ơi, em nói thiệt với mấy chị nhé, em không biết nói gì hơn luôn, em chỉ biết công nín thôi. Xét cam cho Nhung Lê nè. Rồi xét cam cho chị Nhung Lê ha. Nhung Lê thì nó không có xét nào đúng không? Hình như còn một xét cam nữa. Kìa đúng không? Xét cam nè, xét cam. Thôi thôi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây body. Đây là body cam. Xét cam cho Nhung Lê nha. Xét cam cho Nhung Lê. Em mặc thử cái body cam vô là mấy chị bê đi. Cho em đi Vũ Thị Cẩm Giang, Vũ Thị Cẩm Giang còn mấy lên chậm chút rồi. Cái sau đi em chẳng coi còn xét là hôn chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang một cái này. Body này. Mấy chế em nói thiệt với mấy chế không phải là không muốn chốt cho mấy chế đâu. Nhưng mà bà ấy đứng và cái nhìn em chàng chàng với kia nhìn vậy. Cái kia là em thấy em biết ký gì luôn ấy. Nó là lọc vào mắt xanh của Lê Bích Thảo rồi. Rồi màu này body nha mấy chị ơi. Body mặc đẹp quá. Cái này mặc đi đám được luôn mấy chị. Cam rất là đẹp ha. Đó. Cái màu cam này đẹp lắm nha. Hình như là cái máy ở bên Đức Anh Giang á là màu nó thật hơn là máy ở bên Lê Bích Thảo á. Lê Bích Thảo như màu nó xấu hơn á. Nè, có màu bên ngoài đẹp lắm. Nó giống bên Đức Giang hay sao á, chẳng biết rồi mà màu cam đất. Rồi đẹp lắm. Màu cam đất màu, màu cam đất màu đậm đậm nha, đẹp lắm. Nét 6 này 52 cân với chị ha. Nét 6 52 cân. Đó mặc đi tiệc bao đẹp luôn, bao bao những chị đi tiệc đám cưới là xinh lắm. Em cũng đang tìm cái này rồi. Mặc cái này vào chụp beauty để cười. Đó, có chế nào Vinh Nhi đang coi em like. Hốt liền chụp beauty. Rồi comment mã đi cho em mã body ha, 80k. Thì là xinh luôn. Đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Mã body chỉ có 80k thôi. Máy xịn nó khác đâu có máy em phải mấy giỏ mới chẳng qua nó chỉ được cái là nó thật hơn thôi. Còn mấy cái máy xịn xịn nó hay bị ảo. Có cái máy em mới xịn mới chứ, máy em mới xịn. Một em cái, mai mai mấy chế mà cái việc cái inbox cô Thảo nhé, cái dù mà mấy cái mà quăng quăng mà nấp ấy mấy chế mã body 80k nhé, cái body cam rất là 80k, chế nào lấy comment mã body giúp em nhé, comment toàn chậm này Vũ Thị Cẩm Giang. Thấy Khánh Trang nha em ơi. Thấy chế Trang Trà này, cái màu này ôm sát luôn mấy chị ơi, màu này chế nào mà bằng số cân em là ôm sát một mấy năm tư 46 cân á, là ôm sát như thế này ôm đẹp luôn ha, ôm vừa người đẹp luôn. Đây mét 1m54 46 cân là mặc y chang em ha. Rồi chị nào cao hơn thì cộng thêm, chị nào thấp hơn trừ đi cho em nha. Đây cái này là mét 46 cân, mét 54 46 cân là quá đẹp luôn ha. Quá chuẩn luôn. Cái body cam đất là 80k, chị nào lấy comment mang body giúp em nha. Rồi chị nào lấy cái hồng đầm này. Hồng em vừa không? Cái nào không biết. Ngọc. À ngọc được. Rồi bằng ngọc bằng đẹp. Ngọc bằng đẹp nha gái, xe ít nè. Xe ít nha gái. Lấy chốt cho bà Ngọc luôn, khỏi cần nói nhiều luôn. Cho bà Ngọc luôn ha. em như thôi chắc em đổi đi. Em đổi người chốt từ từ qua. Em đổi người chốt hả? Cho bà chốt luôn. Em ngồi ghi thôi. Body, à rồi ok, body cam đất nè. Body cam đất. Ủa chế hồi Gia Tuệ là lấy cái gì body, là một cái body cam đất đúng không? Đúng cam đất thì ok giúp em nhé. Chốt ok, cái body hồng chốt cho Nguyễn Ngọc rồi nha. Cho em cái này xuống đi em. Cho cái này xuống đường đi. Còn cái body mà màu cam đất có phải chế Hồ Gia Tuệ chốt không? Phải ok giúp em nhé. Phải ok giúp anh Giang nha, chế Hồ Gia Tuệ ơi. Chế Tuệ đẹp gái ơi. La lên đi anh ơi, sắp rồi em ơi, chuẩn bị la lên nhé. Chuẩn bị la lên rồi, em sắp hết cái này rồi. Đây chỗ này đẹp. Cái này xinh lắm chị. Em chi biết công nên. Đây, ren này rất là xinh ha mấy chị. Đó, mấy chị nhìn cái chân ren đẹp không? Rồi, chị nào lấy cái này comment liền cho em là mã của nó là mã số 45. Mã 45 cho em nha mấy chị ơi. Đó đẹp lắm nha, 45, comment 45 giúp em ha. 45 mét 6 khoảng 52 cân, comment mã 45. 45 mét 6 52 cân. Đây 45 này. 45 mét 6 52 cân nha. Ok. 45 luôn. Ok Hồ Gia Tuệ nè. 45 đến 650 2 cân. Mấy chị có cần cái mặt thử không? Mã 45. 45 cho chị Tuệ Nghi nè. 45 cho Tuệ Nghi. Cần mặt thử 45 mấy chị. 45 đẹp lắm nha. Cái tầm hả chị còn chứ đang lên với em ơi. Còn mà nhà anh cái gì cũng có hết. Còn một cái mặt 45 nữa. Đó, chị nào lấy 45 chút 45 luôn ha. 45 này, 45 chị Hương ha, mét 654 cân. 45 cái màu này thì mét 654, 55 cân nha. Màu này to, cái màu này chút.
Rồi, chị nào ôm chốt cho em luôn size M. Size M 16-54 thôi. 16-54 thôi. 45 cho em luôn. Mà 45 nha, dễ lên xét nè, lên xét nè. Lên xét luôn. Xét đẹp, xét đẹp nha, xét đẹp. Lên xét đẹp video, xét đẹp. Wow. Xét này hơi bị đẹp luôn nha. Em hết đầm hồng rồi. Cái đầm hồng của em có một cái thôi hết rồi nha mấy chú ơi. Cái đầm hồng nó hết mất. Em không có thấy đường cho nên nghe Giang nói gì một chút đó. Sảo vần. Thằng má thấy đường đâu. 45 cho nhà cái kỳ à, lý nè. Thế nào nha, tay chốt là cái set siêu phẩm này nha mấy chị ơi. Đọc sai rồi nha. Sai rồi ha. Set cái này nha. Trong buổi thi cẩm Giang. Tầm sai mở Giang mặc vừa không? Vừa. Giang mặc vừa không kia vậy? Trời ơi, cái set này đẹp quá, đẹp luôn. Ủa thì cẩm da mà thấy ok liền cho anh nè. Nhanh nhanh con chốt cho người khác nha. Trời ơi, set này đẹp quá. Set siêu phẩm đẹp quá. Rồi set nha, xuống luôn size M nha. Mấy 6, 50, 51 cân, mấy 5, 54 45 cân, chế nhãi kỳ Ali có một cái nè. Nói chung là cứ size M là mấy 54, 46 mà cậu em là mặc vừa hết tất cả mọi thứ mấy chị ơi. Tay 10. Rồi xong. Xong. Chế hồi gia tuệ nếu mà có nhân viên chốt hàng rồi là hàng gửi rồi ấy chế nha. Còn thấy nhân viên mà chưa chốt hàng cho chế là chắc chưa gửi đâu chế nha. Bao giờ có nhân viên alo tức là hàng mới chế mới được gửi nha mấy chế. Cái đầm này có mút mực luôn nha mấy chế ơi. Đầm này có mút mực luôn nha. Chờ anh nói rồi. Ok nha. Cú chị cẩm giang test này. Anh nói gì vậy? Cái gì mà nói rồi? Test này bao nhiêu? Cái đó lại còn giá. Có một giá một à. Chỉ có một giá một thôi. Xét chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang 85k. Xét cho Vũ Thị Cẩm Giang nha. Cái này em mặc có gì cho sai không ta? Rồi sai thật. Rồi cái đầm này nha chị ơi, có hai màu body nha mấy chị ơi. Có hai màu luôn, màu đỏ với màu đen. Rồi sao mấy cái body này mặc sao nó đẹp ghê vậy ta? Biết sao mấy cái body. Đúng là năm nay đang, bây giờ là đang hot body có khác ha. Bây giờ cái này đi. Đang hot body có khác đẹp quá. Rồi body nha mấy chị ơi. Mét 6 52 cân đổ về 1m54 46 cân. Em không đọc 1m55 nữa tại vì em có mét 54 à. Cho nên đọc mét 54 nha, 46 cân. Chị Mai nha, chị Mai mới vô này. Chào chị Mai nha. Hai màu nha mấy chị. Màu đỏ và màu đen nha. Chị nào lấy chốt cho em mã của nó mã số 7. Mã số 7 kem màu có mút ngực. Mã 7 kem màu giùm em nha, có mút ngực nha. Xét em hết rồi nha mấy chị ơi. Mà 7 kem màu, mà 7 kem màu. Mà số 7 mà 7 kem màu cho em. Mà số 7 có màu đỏ và màu đen này. 7 có màu đỏ và màu đen nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc cực kỳ luôn. Đó, để đó mặc luôn đẹp quá à. Đây, đỏ đen nè, đỏ đen. Mà 7 đỏ và 7 đen. 7 đỏ và đen. Đẹp xuất sắc không? 85k, 85k thôi, chỉ 85k nha. 7 đỏ và 7 đen nè. Lên chỗ này cho em kịp rồi không lên đây. Rồi một đầm body ha mấy chị, đầm body sọc, còn mấy sọc kia em lên nhanh nha, mà sọc này. Bây giờ em lên nhanh mấy chị ơi, mà sọc. Chị nào lấy sọc tốt mà sọc cho em nha, mà sọc. Mà sọc, còn mấy mà sọc cho em. Mà sọc mấy 652 cân. Em thấy cái đó thì biết đâu mà chú. Rồi có người chốt được rồi. Ok. Mà sọc mấy 652 cân. Xong em không xem like được hết. Cho phê của anh xem được không bé ơi? Chị anh nè, cho phê của anh đi. Chút. Có cái thằng đi hai, có cái thằng hai mệt anh xem nè. Phương Lê ship ship bưu điện nha, ship Sài Gòn thì 25k, còn ship tỉnh là anh ship bưu điện nha em ơi. Ship Sài Gòn là ship shipper nha. Rồi màu này. Chào chị Hằng Trần nè, giờ mới thấy vô được nè. Chị nào ơi cái màu, hai cái màu đen luôn. Cái đầm body em đang mặc thì cứ comment cho em body cũng được, không thôi comment cho em mã một nha, mã một kem màu nha mấy chị ơi, một có màu đỏ và màu đen, mã một có đỏ và đen 85k mấy chị ơi, cực kỳ sang nhá. Mẫu này chị nào mà nhìn quen là xuất khẩu Tây nha mấy chị. Mẫu này là đang bán với giá là 200 mấy, không nhiều ha. Chất poly xịn đàng hoàng mấy chị ha, có mút mực luôn nha, rất là xịn. Cái này mấy chị mặc đi tiệc, đi chơi ok hết, rồi đi sinh nhật rất là đẹp ha. Nói chung là khoe được giá, khoe được các vòng mấy chị, khoe dễ thương, đặc biệt là da trắng mịn màng ha. Khoe làn da trắng mịn màng nhé. Rồi, cái đầm này nhớ chị ơi, đầm này 80k, chị nó lấy chốt cho em mã số 2 này. Mét 6, 54 cân. À, số 2.
anh ship ra là anh ship bằng bưu điện VN Post nha Phương Lê nhé. Hàng mình nặng thì giá cao nhé, hàng nhẹ giá thấp nhé em nhé. Giá nó từ tầm 25, 30 đến 35, 40k tùy vào trọng lượng hàng nhé. Hàng càng nặng thì ship càng cao chứ hơi cay nhé. Rồi màu đen nha. Rồi chị đã ôm một đây. Anh tắt cái đèn ra không nói nhầm 104 giờ. Mã số mấy? Mã số 2, số mấy? Nhớ. Mã số 2. 80k. Số 2 80k nè. Mã số 2 80k chế Phương Lê là trên số điện thoại địa chỉ anh chưa chốt được em nhé. Chế Lê Ngọc Tường Vi cũng vậy nè. Mã số 2 tạm thời em chốt cho chị Thắm Nguyên đuôi 338 nhé. Em 78 chị ơi. Mà cái này mặc bếp siêu đẹp nha. Em 78 đổ về. Thanh Hòa đâu rồi em? 48 cân đổ lên. Em tiếp hơn 50k. Anh cái nặng quá chị. Hai dồn này người vô cục chấm bóa 50k chia đôi hai người cũng 25 cơ à. 48 cân đổ lên và 56 cân đổ về. Comment cho em mã 10. Chúc mã 10 nha. Mã 10 cho em. Rồi mã 10. Comment mã 10 ha. Mã 10 cho em này. Chúc mã 10. Body đỏ đen. Chế tiên nguyên body đỏ đen là lấy mẫu nào chơi ơi? Phải các bác em đang mặc không? Để em đang mặc thì comment mã body em đang mặc cho em nha. Body, nếu mà chị lấy body á thì chị lấy màu gì? Cái em đang mặc màu đen còn cái màu đỏ nữa ha. Chị đỏ đen thì em biết đâu rồi. Chị nói đỏ đen là không lấy cả hai cái luôn đó họ. Nếu lấy hai cái thì ok, hai cái dùm em nha. Rồi màu này nhắm chị ơi. Màu này form của nó là form baby doll. Phần baby doll. Đây. Baby doll này mới chứ. Baby doll ha. Rồi đầm baby doll nha mấy chị ơi. Cực kỳ dễ thương nha. Cực kỳ đẹp. Đó, dễ thương chưa? Rồi chị nào ôm cái mẫu này. Baby doll này mình bí mặc siêu đẹp luôn. Mặc wow. Siêu đẹp. 60 cân đổ về nha, 60 cân đổ về. Siêu mô đen, siêu mô đen. Rồi comment nhanh tay giúp em là mã baby doll đi. Mã baby doll nha, mã baby doll. Mã của nó là mã baby doll nha mấy chị, baby doll. Đồ em mấy bữa có người lấy không? Rồi. Body đen đang mặc. Ok Phương Lê lấy body đen đang mặc để lại số điện thoại kèm địa chỉ cho anh nha. Body đen đang mặc cho Phương Lê nè, có 85 k mấy chị, chỗ mấy chị không hốt thì có tiếng được. Huỳnh Tiên có đầm làm bầu bí. À, mới có đó Huỳnh Tiên ơi. Đầm bầu bí mới giờ lên đó gái. Cái đó đẹp, mặc đẹp lắm chị. Cái đó baby doll mới chứ mặc đẹp lắm, bầu bí mặc đẹp. Ok, mọi chị tin ok mất tiêu rồi kìa. Baby doll cho chế Phương Trang nuôi 367 là baby doll cho chơi cái đúng du đúng không? Cái kia nó đúng không? Hay khác vậy? Tôi đi coi. Hai cái như hai màu khác nhau. Tôi đi coi. Tôi lột ra. Serum dịch yến giá sao vậy chị Thảo? Serum dịch yến 3 hộp, 1 hộp cũng có 3 chai, giá là 280 nha mấy chị nha. 1 hộp 3 chai xài được gần hơn 2 tháng ha. Mấy chị ơi, mấy chị nào nhận serum á mà xài lâu rồi mấy chị bỏ vào ngăn mát đó, tủ lạnh thì mấy chị bảo quản cái tên nha. Chế Tiên Nguyên lấy một cho em để chế Tiên Nguyên này lấy cái body đen em đang mặc với màu đen và màu body em đang mặc màu đen và màu đỏ hoặc là một cặp này cho em xin thêm địa chỉ nha chế Tiên Nguyên nha. Tiên Nguyên cho em địa chỉ liền nha Tiên Nguyên nha. Tiên Nguyên số điện thoại 0034 này. Đây cái baby doll màu khác nha. Cái này đó. Cho Ken Đúc Du đúng rồi màu. Giống không? Giống nhau. Cho Ken Đúc Du. Cho Ken Đúc Du nha. Cái này cho Ken Đúc Du ha. Bộ bò bò chế nhắn kì ai ý chưa có em nha. Này cho tay nút vô. Cho tay nút vô ha. Cái này chưa ai lấy đúng không? Cho tay nút vô. Wow, cái bông này đẹp quá. Chị nói cái bông này comment liền cho em là số 75. Mà 75 ý chị ơi, mà 75. Mà 75 1m6 52 cân. Comment mà 75 chứ em. 75, 1m6, 52, 53 cân, 1m4, 1m54, 47 cân. 1m54, 50 cân cũng vừa luôn á. Đây tại vì nó co giãn eo ha. 1m54, 49 cân đi mấy chị. 1m54, 49 cân nha. Quá đẹp luôn. Rồi chị đã ôm chốt liền cho em là mã của nó là mã số 16. Mã 16 cho em nha. Mã 16. Trời ơi, chế tin, ok này, chế tin nguyên này. Cảm ơn chế tin nguyên nha. Chế tin nguyên có 2 cái nha. Mã 16 nha. Chế Phương Lê, cho đi chế Phương Lê. Chế Phương Lê comment hơi chậm này. Nên chế Tiên Nguyên comment rồi nha. Chế Phương Lê ở Hiệp Thạnh Phi Nông chốt cho em mã khác nha.
Mà 16 đúng không? Mà 16 75 là cái gì? 16 là gì? Ôi trời ơi, vậy là 75 với 16 là 1. 75. 75 với 16 chắc là 1 á. Vừa kêu mã 75 mà. Ok. 75. 75 cho chị Mai nè. Đây đúng không? Đúng rồi. Lâu lâu em nào các bạn tí với chị thông cảm nha. Hôm nay là em giỏi lắm rồi đó. 75, 85 cao đúng không? Dạ. Rồi cái tướng mình cái kiểu gì sao cái size nào mặc vừa vậy ta? Anh chà. Cái tướng em cũng không hiểu nổi cái tướng em cái kiểu gì á mấy chị ơi, size nào mặc vừa đó. Cái này size L này mặc vừa luôn ha. L, M, S thì mặc vừa hết mấy chị. Không biết cái tướng cái kiểu gì nữa. Đây, chị nơi cái đầm này comment nhanh tay giúp em là mặc của nó là mã số 11 nha. Mã 11 giúp em. Mã 11 siêu dễ thương, mặc cung sở siêu đẹp luôn. Đây, đi chơi, đi tiệc, ok hết ha. Rồi chúc mã 11 giúp em này. Yêu em này tới 75, 74 gì đấy á, nói chung là size L đi ha. 75, 74, 15, 15, 15. Đó, mình mà mặc ok luôn mấy chị ha, không có bị rộng nhé. Rồi chị nơi chốt luôn cho em này. Chốt nhanh tay mã 11 nha, mã 11. Comment mã 11. Body đen 50kg, body đen 50kg vừa không? Không lê, ô không lê đâu, được bao body đen đâu. Hết rồi. Body đen chốt hết rồi. Mã gì vậy? 16 hết rồi mấy chị ơi. 11, mã 11. Mã 11 em nha, mấy chị ơi, mã 11 nha. Sorry mấy chị này, mã 75 rồi đấy là tức là mã 16 em trước cho chị Mai rồi nha. Mã 11. Body nhiều này mấy chị. Body nhà em nhiều lắm. Có đây body nhiều ha. Mã 11 rồi đúng không? Mã 11 là size L ha, ML mà được hết. Đúng rồi. Mã 11 là ML mà được hết nha. Đây body tiếp nha mấy chị nha. Chị Đào ơi, kiếm cho em một cái xếp áo yếm màu cam. Xếp yếm cam có gì vậy? Không biết, thì kêu vậy đó, cái có thì có thì cho có thì thôi, biết sao giờ? Không có em ơi, à biết lên trên vùng đây có chéo hoàng hình đợi lên từ đầu giờ, tiếp tội ghê, thương ghê, chỉ thương nghiên cũng đợi lên. Mấy chị ơi, xe lai cho mấy chị em hết đầm rồi. Em hết đầm rồi ha, em lên cái đầm, mấy cái đầm cuối nữa là em móc. Ok quên là em lên len nha. Nên nên nó len phong dày nha mấy chị ơi. Ủa cái đầm này hôm vừa mình để chưa nói là nó có túi luôn nè. Đã chưa? Body nha mấy chị. 1m650 cân, 1m45, 46 cân. Body em vừa không biết. 1m54, 46 cân. Trời ơi, Nguyễn Ngọc mặc đẹp đúng em ơi. Đây bà Ngọc mặc quá đẹp luôn á. Cái này chị mặc ôm hay là ôm là bà mặc vừa nha bà. Có body eo lớn không? Anh Thi. Ok Hùng Thanh nha anh. Rồi comment nhanh cho em mà nu đi mấy chị ơi. Mà nu hình như Ngọc thấp hơn em đúng không ba? Bằng. Bằng hả? Cái đó hả? Rồi mà nu Ngọc ơi comment nhanh đi mấy Ngọc ơi. Lâu lâu mới có size của gái. Nu cho Nguyễn Ngọc nè. Rồi nu cho Ngọc nè. Sinh ra là của Ngọc. Nó sinh ra là để dành cho em đó. Nghe đã quá ha. Ừ nghe đã ha. Sinh ra là để dành cho nhanh em. Nhanh em ơi đi bảo em ơi. Ok luôn. Rồi mẫu này nhắm chị ơi. Mẫu này là mẫu tâm đắc luôn. Siêu phẩm quá đẹp luôn mấy chị. Mẫu này mặc vô như tiên luôn. Nói vậy chứ. Nhìn nhẹ nhàng dễ thương lắm mấy chị. Đây, mẫu này là tầm 1m6 khoảng 50 cân đổ về nha. 1m55 là 46 cân, 1m54 là 46 cân. Cỡ em nha mấy chị. 1m54 46 cân nha. Rồi chị đã ôm chốt cho em mặc của nó là mã số 22. Mã 22 siêu đẹp nha. Ok nha. Ok chị Thanh Thùy Nguyễn với một serum dịch yến này. Ok nha, để em nốt lại tí em chốt mai gọi điện cho đơn cho chị nha. Hàng F1 là mấy chị biết rồi, hàng F1 không dưới 100 ngàn đâu ha. Hàng F1 là 100, 200, 300, 400, 500, 600 gì đó không à. Nói chung hàng F1 nó mắc á. Nhưng mà em bán có 85k đó ha. Mai 22 đúng không? Đúng rồi, mai 22 đẹp quá. 22 cho Nguyễn Thơ 615 nha. Cho Nguyễn Thơ này thôi, bà mặc vô bà đi chơi em đảm bảo bồ bà mi và tới già luôn. Đây Nguyễn Thơ 615 tiếp nha. Nô em hết rồi chị. Nô em hết rồi chị Gia Bảo ơi. Đây Yếm, đây Yếm, đây mẹ chị đang hỏi Yếm. Hỏi Yếm là Yếm nuôi cá nha. Yếm nuôi cá luôn nha. Yếm đeo nuôi cá nha. Mẹ đây hỏi Yếm anh. Mẹ chị đang Yếm. Cho cam đúng vô. Mẹ đây ưu tiên nè. Nhưng mà vô cam cơ. À cam đó thì màu rêu. Rêu nha mấy chị, rêu nha, rêu nha. Yếm rêu, chị nói là Yếm rêu này. Chốt mà Yếm cho em. Size M giống chị nha. 1m6, 52 cân. 1m6, 52 cân. 1m55, 48 cân đổ về. Comment cho em mã Yếm. Mã Yếm nha, xuống Yếm luôn. Chị bắt một comment cũng bị sâu nè. Trời ơi, có cho người comment 22 luôn. Đây, mã Yếm này chị bắt một mà không vừa. Đúng rồi, chị bắt một mà không vừa, mã 22 nè. Mã Yếm nè, mã Yếm đúng không?
này chị lấy một hoặc cái này vừa này. Này cái này rút eo được không chị? À. Chị bắt một. Ok này, chị bắt mộc đâu rồi? Yếm. Ok này, Yếm với chị Thắng Nguyễn Đức 338 này. Rồi chị nào lấy cái đầm xanh này comment cho em mà của nó là 60 nha chị nhé. Mẫu này chị nào 60 cân mà còn vừa luôn. Đó, tại vì nó là đầm rút không mấy chị? Đầm rút nha, nó thì thôi à, nó là size M mấy chị nhưng mà nó đầm rút. Không biết có bị chật ngực không ta. Thôi tầm mét 654 thôi nha mấy chị nhé. 54-55 cân nha. Cái 654-55 cân, 56 cân gì đó cũng ok được. Nhưng mà 60 cân là một bị chật, em sợ bị chật vai á. Rồi chị nào lấy chốt liền cho em mà 60. Mà 60 nha. Mà 60 nha mấy chị nha. 60, đúng không? 60. Mà 60 đúng không? Dạ. Yeah. Cái đầm body sọc nha mấy chị. 60 cho Nguyễn Thơ 615 nè. 80k. Đầm body sọc 80k. Chất vô tâm. Chất vô tâm thì nó lấy sọc chốt sọc cho em. Mà sọc 80k. 1m6 khoảng 52 cân. Comment mã sọc. Mã sọc nha. Sọc. Chất vô tâm siêu xịn. Comment sọc 80k. Đi giá một em đi nha. Có bên 5 nè. Chị nó còn nhảy rồi đúng không? Không, có lên chị đâu nhỉ? Mày đang nít vàng á hả? Ừ. Nít vàng thẳng hả? Em đụng mạng cho vàng luôn mà. Rồi tiếp cho mấy chị. Sọc rồi đúng không? Rồi comment cho em mã này là mã số 4. Mã số 4 80k luôn, mét 6 52 cân luôn. Chất cô tông siêu xịn, mặt ôm, body cực kỳ đẹp. Đó, 80k, comment mã 4 cho em luôn. Mã 4, màu sọc này là sọc nhẹ. Chị đợi ngày mai xem xét lên quá. Rồi mà bốn xí lên. Xí lên bị xịt bông nguyên cục luôn. Rồi bá. Rồi, vậy nào lấy mà 4 comment mà 4 cho em luôn nha. Mà 4 xí đẹp, mà 4 xí đẹp. Wow. Cái này là cái gì, cái zoom? Phải zoom không? Một cái zoom nha mấy chị ơi, một cái zoom nha, một cái zoom trắng siêu xinh. Cái zoom trắng này chị nào nhỏ người thôi, tầm size S, M nha. Yêu tầm số 8 độ về mấy chị, S số 8 độ về ha, size S nhá. Đúng không, size S đúng không? Size M ở đâu yêu nè? Mấy chị đợi một xíu. Size M mấy chị ơi. Ồ, size M, yêu số 8 70. Size M, yêu số 8 70 mấy chị. Nói chung là đáng yêu đúng không mấy chị ha. Yêu số 8 70 nha. Rồi, mẫu này tầm 1m54 em mặc vừa nha, 1m54 là 40 em ơi, con. Mã số 4 này, mã số 4 Trần Ngọc 195 thì nhìn quen lắm, em nhìn đã luôn thôi. Phải bé Ngọc à? Phải Ngọc. Đúng rồi, bà Ngọc quên đi nha. Đúng không? Đó chưa? Chốt cho mã số 4 đi. 80k. Rồi chị nào lấy mẫu này chút chân tay cho em nè, cái dung này nha, cái dung này nha. Số 4 cho Trần Ngọc nha, Trần Ngọc 195 này. Chị nào lấy dung trắng chút mã 5. Dung trắng chút mã 5 cho em. Dung trắng chút mã 5 nha. Dung trắng chút mã 5. Có mà, trời ơi, bà này bánh này quá dung cho Vũ Thị Cẩm Giang nè. Rồi sao? Họ có lên lên không? Bà biết thì khách còn đợi. À có lên lên rồi. Xong rồi lên lên nè. Bữa sau lai đầm tiếp. Lên lên nha. Bao nhiêu đây? 85k đúng không? Dạ dạ. Ngày mai lai đầm lai xếp tiếp nha. Giờ lên lên luôn. Trời ơi, chị mang thêm 10 chốt nha. Hình như chị, em không nhớ. Chị thương miếng ơi, để em con. Rồi chị nào lấy cái đầm này comment luôn cho em là cái cuối cùng nha mấy chị ơi. Cái cuối cùng mà số 0. Cái cuối cùng mã số 0 nha mấy chị ơi. Cuối cùng mã số 0 mà không bị đẹp. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 99. Chốt mã 99 cho em nha. Sẽ tà hai bên luôn. Mã 99. Quá đẹp luôn. Rồi 99 nha mấy chị, mét 6 54 cân nha. Rồi xuống lên lên luôn nha mấy chị ơi. Bên áo len nha, bên áo len nha. Mã 99 bên áo len nha mấy chị. Xe like mấy chị ơi, xe like chuẩn bị nha. Chị Cao Thu Thảo đã về. Hello chị Cao Thu Thảo. Mà hết luôn đầm xếp rồi. Cao Thu Thảo mai mua đầm xếp bên áo len nè chị ơi. Mai đây đầm xếp nhé. Rồi lên lên nha mấy chị. Mã 99 cho chế My Phan nha. Em đang mặc cái áo màu nâu, cái này là màu nâu nha chị. Cái màu này em có nhiều màu nha. 99 cho chế My Phan này. 99 cho My Phan à. Chị xin chốt cho chế My Phan nha. Ồ, cái này đẹp quá à. Bao nhiêu em? Cục tim không? Có lưới là đẹp quá à. Dạ. Chị giá bằng vậy mà, 85. Cái nào có cháy đặc biệt nè. Lên bao tiền? Nhìn giá lên cho em, giá lên. Bao tiền?
Lên bao tiền? Lên 69. Lên 69k, lên 69k, lên xếp lên đi thẳng. Xếp lên chắc sáng mai em lên được chỉ hình như này, em không biết lên kịp không? Xếp lên sáng mai em mới lên nha chị ơi, sáng mai nha. Sáng mai em lên nhé. Sáng mai khoảng 9 giờ rồi em lên live nha mấy chị nha. Hôm nay em đổi lịch live ha mấy chị, em live sáng và live tối nha. Live sáng và live tối mấy chị ha. Rồi, mẫu này nha chị siêu đẹp. Rồi mấy chị mặc áo len mặc mập lắm nha. Mà mấy chị thấy em mặc áo len mà mặc hai áo mà nhìn còn gồm đúng không? Cao len này dáng đẹp, áo len mặc dáng đẹp nha. Rồi mẫu này nha mấy chị, cổ lưới ha, cổ lưới cao như thế này ha, cổ đằng sau lưng luôn này. Rồi chị đâu mẫu này chốt nhanh tay cho em, màu em đang mặc là màu nâu nha chị, màu này kim, có nhiều kim, màu kim, nha. Kim giá ai? Ai chắc lên? Ai có cái kim gì đó? Lên 69, rồi cảm ơn bà Hiền luôn, kim bà Hiền trước. Sáng coi không được tu chị Hiền, như sáng bận bán hàng không coi được ai. Sáng bận bán hàng coi được ai hả? Thì giờ có lên luôn gì ngay. Rồi chị nào lấy cái màu em đang mặc comment cho em mã số 1, mã số 1 em chị ơi, mã 1 cái màu nha. Mã 1 có màu nâu, màu rêu và màu đen. Mã 1 có nâu rêu đen nha, nâu rêu đen. Mấy chị cứ comment lên em chốt hết nha. Áo len có số lượng cho nên hai bên nào cũng chốt được hết. Đây, tay dài nha mấy chị ơi, tay dài nha, em cũng chốt một chiếc về Đà Lạt mà. Tết này về Đà Lạt hơi lâu ha. Trời quá đẹp luôn rêu nha. Trời ơi đẹp quá. Rồi rêu nâu và đen cho em mã 1 nha, mã 1 comment mã 1 cái màu cho em nha, một cái màu. Hello chị Mai Hoa. Nói để em biết. Một nâu cho chị Nguyễn Nhung. Hay là giấy ghi vô cho anh em. Anh lấy giấy ghi cho em ạ. Cái màu em đang mặc là một màu là có 5 cái. Đây. Màu đang mặc một màu có 5 cái, có nâu rêu và đen ha. Nâu rêu và đen. Một màu để 5 cái. Nâu rêu và đen. Rồi chị nào lấy một cái comment một lên. Cái màu em đang mặc là mã 1 nha mấy chị, mã 1 nha. Chị nào lấy mã 1 cái comment một lên đi, để lên một khác cho mấy chị ơi. Mã 1. Ok, muốn chị cầm giang nha. Một cứ một cái màu cho em là được ha, một cái màu. Rồi, một cái màu cho em nha mấy chị ơi. Có 3 màu. Một nâu cho chị Nguyễn Nhung, một rêu cho Phương Trang nè. Nâu rêu và đen. Nâu rêu và đen. Rồi em lên tiếp màu khác nha. Chị nào có lấy màu đang mặc cứ comment vào màu cho em là được. Để em lên màu khác. Em một rêu chưa? Rồi tiếp nha. Khoác cho mấy chị nha. Khoác. Khoác ha. Khoác nhẹ nha mấy chị. Khoác nhẹ nha. Rồi chị nào lấy khoác. Chị nào lấy khoác comment nhanh mã khoác lên chị. Mã khoác nha, comment khoác. Wow. Cái khoác này màu trắng. Chết rồi, cái khoác này nó bị in cái nơ lên rồi anh ơi. Nó bị in cái nơ rồi. Nó bị in nơ rồi. Coi cái khoác này nó bị không. Cái chị đợi em siêu nha chị ơi. Em coi nó có phải nó bị lùi không vậy ha. Cái nào bị cái trang ra chỗ quá đẹp quá mà cái nào bị thế. Này, bị lùi rồi. Không này bị lùi rồi mấy chị, em hủy cái mạng này nha. Hủy mặt khoác nha, hủy mặt khoác. Lên mặt khác chị ơi, hủy mặt khoác nha. Hủy mặt khoác, em lên mặt khác nha. Mặt khoác nó bị nhiễm màu rồi. Mặt khoác nó bị nhiễm màu không. Em lên mặt khác nha. Hủy mặt khoác cho mấy chị. Mấy chị xe lai nhiệt tình, mấy chị ơi xe lai nhiệt tình. Hàng len em phải len kiểm mấy chị. Len em phải len kiểm đâu nha. Len này len mới hoàn toàn mấy chị, hàng Mộc Châu ha. Cực kỳ đẹp, tay dài nha mấy chị. Len này vừa phải, không có dày, không có dày cui, dày cùi nha. Rồi, mặc Sài Gòn được luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Len vừa phải, không phải len giấy luôn. Không phải len giấy mà cũng không phải len dày cùi luôn ha. Rồi gì đâu, màu này chốt cái mã sọc. Ủa, mã sọc điện thoại, quá đẹp. Mét 655 cân mà sọc nha, mà sọc mét 655 cân. Lấy sọc comment sọc cho em nè, sọc mét 655 cân comment sọc. Sọc đẹp quá, đẹp quá. Rồi xong, thế nào lấy sọc chốt sọc cho em. Thử sọc luôn. Ok nha, chúc cho kem đúng du ngủ ngon nha. Cho kem đúng du ngủ sớm vậy, mấy giờ là ngủ sớm vậy? Hả, mấy giờ là mà ngủ sớm vậy? Rồi sọc nha. Mặc cái sọc cho mấy chị coi, đẹp lắm. Rồi sọc luôn nha mấy chị. Dễ thương quá à.
Ấy sọc form rộng nhắm chị ơi, 60 cân vừa vừa luôn á. Ấy form của nó là form rộng ha. Các chị mặc cái kiểu mô đen á, rồi là trên vai cho nó dễ thương nha. Đó, cái đầu sọc rất sọc kem, sọc form rộng nhắm chị ơi, 60 cân vừa vừa luôn nha. 60 cân vừa vừa luôn ha. Rất là dễ thương đúng không? Cực kỳ cưng luôn. Rồi sọc kem nha, sọc. Đó, sọc rất là dễ thương luôn. Rồi comment sọc nha. Rồi dễ thương quá. 60 cân vừa vừa luôn chị nha. 50 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Rồi sọc sọc sọc, comment sọc luôn. Comment sọc cho em là mình chơi, sọc sọc nha. Má là sọc nè. Còn bị gì vậy chị? À bị lem màu, nó bị lem màu rồi. Nó bị lem màu ha. Quả len có 69 thôi nha mấy chị ơi. Len 69k, các chị nào ở bên máy Lê Bích Thảo comment ghim cho em dòng ghim nha. Len 69 nha. Ghim dòng ghim giúp em len 69 nha mấy chị nha. Len 69k. Len 69k nha mấy chị. Len 69k nha. Chị nào bên máy Lê Bích Thảo ghim cho em dòng ghim nha mấy chị ơi. Anh cho em sạc bình nha. Sạc bình cho em cái máy á. Để cái máy gian đi. Rồi thêm một cái dạng áo len vải này là cực đẹp luôn nha mấy chị. Đó, cổ cao ha. Mấy chị thích mang kiểu cao hay cổ bẹ gì nữa. Rồi nhìn cái khóa của nó là tôi yêu rồi mấy chị. Rồi chị ơi, cái này tay dài luôn, làm nhạc khóa được luôn nha mấy chị ơi. Làm nhạc khóa được luôn nha, cực kỳ xịn, tặng 69k. Cái này 69k là xịn vô cùng nha mấy chị ơi. Cái này là hàng shop nha. Toàn bộ len nhà em là hàng shop nha mấy chị. Đấy, em nói thật mấy chị không đi đâu, mua len mà đẹp nha em thật sự luôn đó. Đây len chất len cực đẹp, len này em bao không xù ha, bao không xù luôn. Sao cắm em làm cắm đi. Rồi comment cho mà 7 nha mấy chị. Mà 7, chúc mà 7 giúp em. Được, cắm đi. Tắt cái ao cái máy vàng. Máy vàng. Rồi, ok. Mà 7, comment mà 7 nha, len 69k. Ủa, số 7 đổi cho chị Cao Thu Thảo nè. Thank you chị Kiều Phục. Rồi mã số 7 cho chị Cao Thu Thảo. Mã 7 cho Cao Thu Thảo nè. Mã 7 cho Cao Thu Thảo ha. Rồi mà 7 số lượng ít chị ơi. Mà 7 số lượng ít nha. 7 số lượng ít. 7 số lượng ít thôi nha, không có nhiều nha. Chúc mà 7 cho em. Like đầm đi chị để em chào tiếp. Đầm hết cho Thiên Nguyên ơi, mai nha. Đầm mai nha. Chế nào đầm mai nha. Chế nào lai đầm nhớ mai vô nha chị nha. Mai vô đầm nha. Mai vô đầm ha. Lên đẹp ngất xỉu luôn. Đẹp mà muốn ngất xỉu luôn nha mấy chị. Chị xinh ha. Rồi cánh dơi luôn mấy chị. Cánh dơi nha mấy chị ơi. Rồi cánh dơi này sang lắm. Dù quên đó cánh dơi sang cực kỳ nè. Rồi chị nữa cái len này chốt nhanh tay cho em. Mà của nó là mặt số 4 cũng không bị ngủ ta. Vậy đúng mới đúng đúng không? Ờ. Dạ. Anh chơi. Rồi, đúng không anh? Thì ngược lại. Ngược lại. Không đây phải. Này. Phải không? Không. À, ngược lại vậy hả? Dạ. Rồi, chị nào ăn cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là biết. Mà số 9 nha mấy chị. Mà số 9. Comment mà số 9 giúp em nha. Đúng rồi. Anh chơi mà số 9. Rồi mà chị cánh dơi mấy 55 con đổ về ha. Mấy 655 con đổ về. Em mới đọc mẫu số 4. Còn mã số 4 hả? Số 4, số 9 vậy đó, số 4. Mã số 4 nha mấy chị ơi, cánh dơi mà 4, cánh dơi mà 4. Mà 4 mà 9 thì cũng được hết. Đây, mà 4 mà 9 thì cũng được hết nha. Mà 4 mà 9 thì cũng được hết. Mã số 4 cho chị Cao Thu Thảo. Mã số 4 cho Dương Ngọc Thúy. Mã số... cho Phương Trang nữa nè. 4 cho Phương Trang. Phương Trang 367 cho mã số 9 nữa nè. 49 thì cũng như nhau hết nè. 49 thì cũng được hết nha. Ồ, cái này đẹp quá à. Nó xinh quá à. 69k mấy chị ơi. Hàng siêu đẹp nha mấy chị. Len này lên xịn. Len này lên tuyển nha mấy chị nha. Len tuyển len lặc mẫu á mấy chị. Lặc từng mẫu luôn á. Chứ không phải là len kiểu đâu. Mấy kiểu bình thường hàng. Hàng của nó hàng si, hàng đồ cũng có. Nói chung là hàng xấu. Còn lên đi hàng cực đẹp ha. Chế Thanh Thương Đoàn. Khách cũ hay khách mới nhà em không biết này. Chế Mi Trần cũng vậy này. Mà chơi chế nào khách mới ấy, comment cho em mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Còn khách cũ thì cho em lại ba số điện thoại để em chốt hàng nha mấy chế ơi. Quá à.
Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chị nói là cái màu đẹp quá này, comment cho em mã của nó là mã số 7, à, số 70. Comment mà 70 cho em cái mã 70 này nè mấy chị. Cái mã 70 này là 1m6 khoảng 53 cân đổ về nhá. Comment mã 70 cho em 1m54 khoảng 47 cân ha. Em là 46 cân 47 cân mà cũng vừa. Rồi comment nhanh tay xem. Comment nhanh tay xem ha. 70 và 70. Chốt cho hai người thôi. Mã 70 nha. Comment mã 70 nhanh tay xem. Mã 70 nhanh tay xem. Mã 70 nhanh tay. 70 cho chế Hoàng Oanh đuôi 563 này. 70 cho chế Hoàng Oanh đuôi 51563 nhá. Chế Hoàng Oanh cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. 70 cho Hoàng Oanh ha. 70 cho Hoàng Oanh. Cái này mình mặc trong Nam, à, mình mặc trong Sài Gòn trong Nam mặc được nha mấy chị. Đó lên này lên mát nha mấy chị. Lên này không có nóng mà lên mát ha. Lên mát ha. Thanh Thương Đoàn cho 4 số đuôi hả? Chị Mi chồng số điện thoại. Mấy chị tí nữa chốt số điện thoại kèm với mã hàng cho một dòng giùm em nha. À, mã hàng với lại số điện thoại chung một dòng giùm em nha mấy chị nào khách mới á. Ok, chế Thanh Thương Đoàn nhé. Không đồng đen nha mấy chị. Chế Thanh Thương Đoàn nhé. Có mã số 9 nhé. Rồi chị nào ưng cái mã này, chị nào ưng cái đầu cái len này comment nhanh tay giúp em, nó có phần ren, phối ren nha mấy chị. Phối ren cực đẹp ha. Phối ren cực đẹp luôn. Rồi comment okay. Tím cho em. Ưng tím chút tím 69k, ưng tím chút tím nha. Chị nào ưng tím chút tím cho em 69k. Comment tím nhanh tay đến chị tím mà tím ha, comment tím nhanh tay nha. Em chưa đi đúng. Đơn chị em chưa đi đúng không em chị Uyên Tô. Uyên Tô là ai? À, Uyên Tô. Uyên Tô chị Minh Tâm Trần Thị đúng không? Em nhớ đúng nè. Hàng của chị đi rồi mà sao công shipper không liên lạc được với chị để đem về lại cho em rồi này. Anh chốt tím cho chị Thanh Hương Đoàn chưa? Rồi em. Rồi mà tím đi, giờ chốt tím cho em đi. Chị Phương Trang là cái cụ anh. Phương Trang tím, không? Tím cho Phương. Tím cho Phương Trang này. Tím cho chế Mi Trần này. Tím Phương Trang, tím cho Mi Trần hết. Chế Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha. Áo thảo mặc, áo thảo mặc còn chế Hằng Trần nha. Lấy comment mà số 70 cho em nhé. Chế Hằng Trần nha. Đó, đẹp mặc lắm. Comment mà 70 cho em còn một chiếc phải không? Còn một chiếc thôi. Còn chiếc này em mặc em lấy rồi nha mấy chị, em không chốt rồi nha. Màu này em mặc em lấy rồi, em không chốt rồi ha. Em chỉ còn một chiếc thôi ha. Còn một chiếc thôi. Em ơi. Hả? Ok nhá. Chị đang mặc cho chế Hằng Trần 878 này. Xinh quá à. Rồi chị nào ưng cái mẫu em đang cầm, quá xinh quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Comment nhanh tay cho em mã của nó là mã số 55 nha chị nha, 55 nha. Đó, comment 55 nhanh tay cho em. Trời ơi đẹp quá gian rồi em chốt. Chế Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha, chế Mi Trần ơi. Mã 55 giúp em. Mi Trần đuôi 238 cho em xin thêm địa chỉ nè. Mã 55, mã 55, chốt 55, chốt 55. Đây 55 này nha. Mã 55. Mã 55 nha, mã 55. 55. Mã 55 luôn nha mấy chị. Trời ơi, màu đẹp quá. Cái màu nào đẹp vậy? Xỉu, em xỉu mấy chị ơi. Em đi xỉu đây. Mã 55 cho chị Cao Thu Thảo này. 55 cho chị Cao Thu Thảo nha. 55 cho Cao Thu Thảo ha. Cho em có tính lại đến chị tím hết rồi Hoàng Huỳnh ơi. 55. 55 còn không em? Hết rồi, không còn đâu. Rồi hôm nay nhé. Chị Mi Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi, áo thảo mặc cho chị. Chị nào bác, chị nào xin vậy? Chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc. Hỏi em nhiều nha chị Nguyễn Nhung Bảo. Rồi đây. Thôi tiếp rồi. Tiếp rồi, thôi, thôi để nó đi. Thôi nhiều nữa Nguyễn Nhung chú khác chị em đi. Chị Nguyễn Nhung khác chị em đi. Chị đọc thư ký để biết mà chốt, ok. Ở đây nhiệt mặt lắm mấy chị. Chị Mi Trần inbox, inbox luôn giúp em nha để em kiểm tra cho thôi, ok đấy. Nhung đi. Thương chị Nhung lắm, em mới nhường nó nha chị Nhung nha. Thương lắm mới nhường nó, tiếc lắm nha. Nhường chị Nhung á, thương lắm mới nhường nó nha. Rồi chị đó, cái bộ em đang mặc comment nhanh tay giúp em là mã của nó mã 100 nha mấy chị ơi. Mã 100 bao đẹp bao ốm mấy chị nha.
người ta nói lên rất là mập, mà mặc áo cái màu đen vô phòng nó đẹp thì mấy chị sẽ rất là ốm, không có bị mập. Ví dụ như em cũng ốm mà mặc áo len vô nhìn rất là gọn người đúng không đó, cho nên comment nhanh tay mặc 100 cho em, không phải áo len là mặc vô cũng đẹp dáng thôi nha. Đứng lên cho mấy chị coi, mấy chị thấy chưa, xinh dã man luôn. Cái này là mã 100 cho Nguyễn Thị Diều 817 đâu thể hiện ra một trăm 100. Đâu? 100 quá đẹp luôn. Đây. Có ít không có nhiều đâu. Mã 100 này. Mã 100. Trời ơi, có ít chỗ. Hết rồi. Đúng rồi con, đứng lên con. Thì như thế cái sai nha. Đúng, không có sai đi. Từ đấy chút. Chốt được hai người nha. Gì đó. Đâu, bỏ em bỏ tay ra coi. Xoay vòng coi. Mã 100 cho chị Nguyễn Thị Diệu này. Mã 100 cho chị Thương Hiến nha. Hết mã 100. Rồi màu này nha mấy chị. Chị nào có cái màu này ha, comment thêm mã đen nha mấy chị nha, mã đen. Còn mà còn tên nha mấy chị. Bao mới, bao sửa luôn, không sót ha. Rồi comment mã đen cho em tay dài ha mấy chị, mã đen tay dài mặc bao gọn người luôn. Có cái khuy khuy này dễ thương lắm nhé. Rồi comment mã đen cho tay cho em cho mấy chị, mã đen đẹp lắm. Thử cho mấy chị coi luôn ha. Rồi mã đen comment mã đen cho em nha. Thấy không? Xoay một vòng cái mặt rồi xong. Rồi mã đen, chị nào ứng đen giúp em nha. Ở đen đẹp quá à. Rồi đen nha mấy chị ơi, mà có người vô cùng 55 cân đổ về mà đen, 40 cân đổ lên nha mấy chị, 40 cân đổ lên mà 55 cân đổ về mặc mà đen nha. Comment mà đen cho em. Mà đen nha mấy chị, mà đen nha, chúc mà đen, mà đen. Mà đen. Mà đen này, chúc mà đen cho em đi. Lên cái mặt trắng. Đen 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 chốt cho chị Hoàng Oanh nè, đen cho Hoàng Oanh ha. Chị ơi còn khoác chống mà bị lỗi không, đen cho Út Cục Cưng. Út Cục Cưng ơi cho em thông tin nhé, Út Cục Cưng ơi. À, không không chị ơi, khoác có bị lỗi hả, như còn khoác nhưng mà khoác giải khác đợi em xíu gì ơi, em chưa lên hết, đen nhiều lắm, đen nhiều màu lắm ha. Chị nói đến đen cứ comment đen cho em, đen dài tay giống chị mặc đã lắm, mặc rất là thích luôn á, mặc gọn người cực kỳ mấy chị. Mà trắng cực kỳ. Đúng rồi, 69k một cái nha mấy chị ơi. 60 áo lên 69k, áo lên 69k nhá. Rồi chị nào lấy cái trắng này, rất là dễ thương luôn. Cổ hai phân ha. Cổ hai phân nha, chị Việt Cưng nha. Rồi mấy chị nương chốt đen chứ, còn chị nào chốt đen nữa không? Hiền em muốn có một cái để chuẩn bị Đà Lạt. Hiền ơi, lên Đà Lạt bây giờ không có mặc được áo khoác mỏng ở đâu nha gái ơi, mặc áo len dày thôi. Đà Lạt bây giờ lạnh lắm. Hồi này chị mới về ha, hôm vừa chị mới về. À, phải mặc áo phao dày lắm nha. Để bữa nào mình quần ốc cái hình mặc áo phao cho chị coi, áo phao hình dày luôn. Đi Đà Lạt Sài Gòn mà đi Đà Lạt mà mặc mấy cái mỏng mỏng là không có chịu nổi đâu. Không có chịu nổi nha. Lạnh nha. Rồi chị đâu cái trắng này, mặc như cái trắng này được này. Rồi comment cho em mà của nó mặc 30 nha chị. Đen 55 cân đổ về mà 30. Đen cho chế Hoàng Oanh rồi đúng không? Ừ, đen cho Hoàng Oanh rồi. Đen cho chế Vân Mỹ nè. Đuôi 253 nè. Chị Út Cục Cưng không biết á. Đen cho Hoàng Thúy nè. Út Cục Cưng như cái thông tin. Ừ, hết. Hết đen nha. Ủa, còn mà. Còn đâu thế thôi. Sao không đưa chữ làm gì? Nguyên chế Vân Mỹ. Rồi chị đã ôm cái len em đang mặc hàng shop đấy cho mấy chị. Đen cho chế Vân Mỹ này, đen cho chế Hoàng Thúy này, đen cho chế Hùng Hà này, đen cho Út Cục Cưng đuôi 620 này. Út Cục Cưng cho anh xin thêm địa chỉ luôn nhé, cảm ơn em này. Rồi chị đã ôm cái áo em đang mặc comment liền cho em là mặc của nó là mặc số 90 nha mấy chị.
mà chị mua giúp em nha, nó có hộp tàu điện nhấn ở đây nha biết chị nha, nó tàu điện nhấn ở đây là dễ thương á, nó phủ hai phân ha, em thích mặc bộ đồ cao lên nè nè, còn vùng lạnh là mình đây mình mặc chỉ nào ở vùng lạnh đó có tí có cái mấy cái cột hai phân này mặc trên cho chế nào cột thấp chỗ em ha, còn cái chế nào cột cao á mặc cột cao hơn chỗ ha. Rồi comment nhanh cho em mà 90 nha mấy chị, mà 90, mà 90 siêu đẹp luôn. Chị nào lấy 90 chút nhanh 90 nha, mà 90, mà 90 siêu đẹp, tay bo luôn rất là màu đen ha. Còn mặc cưng ơi là cưng luôn á, chị thương gì đâu, mặc cái này chụp hình làm gì được. Chẳng bao nhiêu ký vừa, áo đen mà chị 55 cân đổ về coi vàng lắm chị nha. 55 cân đổ về là mặc vừa hết nha mấy chị nha. Coi vàng cực kỳ ha, coi vàng lắm. Chín mươi cho chị My Trần này, 90 cho chị Diệp Sơn Ca này, My Trần Diệp Sơn Ca 90 chị An Nhiên này, khách mới khách cũ em ơi, khách An Nhiên khách cũ cho em ba sẽ đuôi nha, khách mới thì cho em xin phải đầy đủ nha. Úc cục cân ghi vào đây cũng được, không Úc cục cân inbox liền cho em cũng được nhóc ơi, Úc inbox liền cũng được nha, nhưng mà phải inbox nha. À, còn trong vòng 5 phút chưa cho địa chỉ là em chưa chốt thành công ha, chưa chốt thành công. Mà 90 An Nhiên ơi, An Nhiên thích cũ cho em ba sẽ đuôi, khách mời thì cho em xin thầy đủ nha. Rồi chế là chốt 90 này, chốt 90 cho em nha, 90 đẹp lắm, mét 6-55 cân đủ về ha, cực đẹp luôn. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Chị My Trần chốt hàng em rồi mà. My Trần chốt rồi hả? Là sao? Chị My Trần khách cũ áo cái mi, ok mi chân với địa chỉ rồi đó, cái mi chân là khách cũ mà không biết. Trời mi thấp rồi. Rồi chị nào ưng cái mẫu này comment nhanh tay giúp em nha. Chị nào ưng cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là mặt của nó là mã số, cái mẫu em mới chồng mua là mã số 4, còn cái trắng bên trong là mã 90 nha. Còn cái màu xanh này không là mã số 4. Cổ này là cổ thấp chứ không phải cổ cao mấy chị ha, cổ thấp nha. Còn cổ cao là cáo bên trong. Rồi em thấy rồi. Cảm ơn chị My Trần nha. Mà 4, mà 4 mấy chị nào khách cũ cứ việc comment khách cũ cho em để em biết rồi nha. Rồi chị comment 90 đưa cho anh để em chốt này. Đồ hôm nay siêu đẹp nha mấy chị. Rồi mà 4. Mà 4 nha. Ủa anh đang hỏi mà 4 cho chị My Trần này. 4 cho My Trần này. Em đọc mã 90 đưa chốt cho anh, em không thấy cho anh. Đây nè, mã 90 của anh này. Em đang mặc là mã 90 nha. Ok chị nhá, kỳ ra lý để em dồn đơn cho em nhé. Tranh thủ chốt hàng giùm anh nhé. Mã số 4 cho chị My Trần này. 4 cho My Trần. 4 cho My Trần ha. Còn 4 không? Hết 4. Trời xỉu luôn, cái nào đẹp vậy trời. Rồi con chế là chốt 90 rồi không mà, để em lột cái 90 ra nha. Hết chốt 90 em lột ra nha. Đây. Trắng bao nhiêu ký vừa? Trắng là 1m655 cân đổ về. 55 cân, 55 cân đổ về là vừa hết. 55 cân đổ về vừa hết, không cần 1m6 co giảm ha. Ừ. 90 cho chị Bình Nguyên nữa này. 90 cho Bình Nguyên. Mấy chị ơi nhìn em mặc cái đồ này lên mấy chị đừng có ghiền nha. Trời ơi mặc Noel đẹp, Noel đẹp lắm. Em cũng phải xí một cái. Rồi chị đã ở cái mẫu này cầm lên nhanh tay giúp em thật dài hết. Phòng này phọc không? Phòng này là phọc ngang mông hết nhé. Bao đẹp luôn. Trời ơi, thương quá à. Điều có điều luôn á. Mặc đi Noel nha mấy chị ha. Mặc đi cho Noel nha. Ủa đẹp quá. Em nói thật mấy chị vô shop 290-280 mấy chị chưa chắc là mua được cái áo đen này ha mấy chị. 280-290 chưa chắc mua được áo đen này ha. Rồi chị nào lấy chút tiền cho em mà. Đây là mặc của nó mặc 100. Comment mặc 100 giúp em nha. Mặc 100. Comment nhanh tay giúp em mã 100 siêu đẹp nha, mã 100. Dễ nào lấy 100 chút, nhanh 100 giúp em nha. Dễ thủ nhà ơi, cái nào cũng muốn lấy được nha. Các mình mặc ngập mặt quá. Mặc bây giờ đâu mà không mặc ngập mặt. Thôi em bị dằn quê mặt các bạn. Người nhà anh lạnh chứ. Mã 100, mã 100, 100, 100, 100 lên mấy chị ơi, 100, 100 lên cho em, 100. Ủa sao mấy cái này ít vậy ta? Mấy cái này ít quá vậy ta? 100 đâu? Ít quá à? 100. 100 cho anh Thi nè, 100 cho chị Mai nè. Với là 100 cho chị Kim Anh 620 nè. Hết 100, đang tính chôn mà hết rồi, số lượng ít quá.
Số lượng nhiều là em chung rồi. Nếu một ít quá mấy chị ơi. Rồi mà 100 này cho cái kim anh luôn là hết đây. Số lượng ít quá, không có số lượng nhiều rồi. Ngày nay có số lượng nhiều nè. Rồi thế là mẫu này cầm đi nhanh tay giúp em nè mấy chị. Ôi mẫu này cũng đẹp quá. Trời ơi. Trời ơi. Em xỉu luôn. Chế nào mẫu này cầm đi nhanh tay. Ôi em này đẹp quá à. Em nói chế nào mà đi ngủ hay là đi bảo lên nó tiếc cả đời luôn. Em sợ tiếc cả đời luôn. Nổi tình quá à. Rồi chế nào mẫu này cầm đi nhanh tay giúp em là mã 97. Chốt mã 97 cho em 54 cân 55 cân đổ về nha. 55 cân không cần. Không cần chiều cao luôn. 54 cân đổ về, không cần chiều cao ha. 54 cân đổ về luôn. Đẹp quá. Đúng quá. Rồi 54 cân đổ về, cầm đi nhanh đi em. 69k. Mà bao nhiêu nhỉ? Mà bảy mấy nhỉ? Mà 97. Mà 97 nha mấy chị, mà 97. Đẩy hết đây cho nè. Đây 97 nha chị. Mà 97 nha. Mấy chị comment đây đi, em chốt mà 97 này. Chị Cao Thu Thảo là 97 không chị ơi? 97 đẹp lắm. 97, 97. Chúng mấy bạn này số lượng nhiều, em lấy một cái nè. Bo đẹp. 97 cho chế Mi Hiền, 97 cho Thỏ ớt, 97 cho chế Thương Hiến, 97 cho chế Phương Trang. 97 cho Phương Trang luôn. Tết năm nay ấm rồi. Năm nay ấm rồi mấy chị ơi, quá trời đồ đẹp mặc luôn. Tết năm nay quá trời đồ đẹp mặc luôn. Đây đây đây, cái mẫu hồi nãy bị thiếu đây nè. Trời ơi, xinh quá. Xinh quá xinh. Được rồi, cái chốt không? Hả? 97 còn không? Thôi chốt thì hy sinh. Đời mẹ cũng cố đời con. Nhường, em nhường nha. Đẹp quá trời luôn. Tí ok, còn cái mã 67 cuối cùng mà. Mã 97 cuối cùng cho chế Bình Nguyên 6135 này. Thương với Bình Nguyên lắm đường đó nha. Rồi chị nâu mẫu này chốt nhanh cho em là mã của nó là mã 75. Chốt mã 75 giúp em nha. Mã 75 này 60 cân đổ về nha. Mã 75 này 40 cân đổ lên là 65 cân đổ về. Form của nó form rộng nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Chị nào đấy chốt nhanh cho em nè. Mã 75 hả? 75 đúng không? Mà thử thì ta. Mà 75 đúng không? Mới đặt xong quên mất tiêu rồi. 75 không mấy chị? 75 còn bên 75 giúp em nha. 75. Còn bây giờ mang luôn á. 75, 75. Đây mà 75 đây số lượng ít. 75 số lượng ít nha. Chị nào đấy 75 còn bên nhanh 75 giúp em. Số lượng ít không có số lượng nhiều đâu mấy chị. Mà 75. 75 nè, 75 cho Út Cục Cưng nè. 75 cho Út Cục Cưng. 75 cho Mi Trần nè. Cho Mi Trần. Chị Liên ơi, chút lên về em bán đi Liên ơi. Trời ơi, lên mùa này thôi á. Bán cái gì đã luôn nha. Đặc biệt lên này yên tâm, chút lên thì em yên tâm. Lên thì em tới hàng xót là xịn lắm. Xịn mà đẹp lắm nha. Ok nha, Vũ Thị Cẩm Giang nha. Mấy chế mà giữ đơn nha, em mấy chế mà giữ đơn mà ghi nhân viên em chốt đơn mà xả lại em phải hủy đơn nha. Mấy chế thông cảm nhá. Giữ đơn là không được xả bất cứ một cái gì hết nha mấy chị nha. Không được phép xả nha mấy chị ơi. Ok, Út Cục Cưng nha. Em thương em tin em mới giữ đơn nhưng mà mấy chị đừng có xả cái gì hết nha. Nên em nhận chung nha mấy chị, không phải nhận riêng ai hết á. Mà em nhận chung luôn ha. Để 75 còn không? Hả? Cái em đang mặc này. Út Cục Cưng 75 cho chị Hiền Dinh nè. Hết 75 nha, hết 75. Đẹp quá không? Rồi, cánh dơi nha mấy chị, cánh rơi. Này cánh dơi. Cánh dơi nha mấy chị ha. Rồi chị nói cánh dơi, comment cho em mà của nó là mã số 12. Comment mã 12 cho em cánh dơi nha mấy chị. Cánh dơi này vẫn chạy lắm nè. Cánh dơi này chạy hàng lắm mấy chị. Cánh dơi không có đủ một số luôn á. Đây đặc biệt ha. Bên này có rút eo rồi, nhìn cái chế nào eo nhỏ nha. Chế nào eo nhỏ là có rút eo luôn mấy chị ơi. Mặc ôm sát qua eo cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi cầm bên nhanh tay cánh dơi cho em mình. Cánh dơi đẹp quá. Bao đẹp luôn, phải dùng một từ đẹp bình thường là bao 69k, đẹp luôn ha. 69k, chỉ 69k, 69k, chỉ 69k. Rồi cánh dơi luôn.
Dễ nào cầm men nhanh tay được cánh dơ, cánh dơ xuống một ít nha. Cánh dơ xuống một ít. Dễ nào cầm men nhanh tay cánh dơ được cánh dơ nha. Cánh dơ xuống một ít. Mà cánh dơ, mặc cánh dơ. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em mấy chị. Wow, bài gì nữa rồi. Trời ơi. Cánh rơi cho chị Thắm Nguyên 338 này. Cánh rơi cho chế Hiền Dân năm hết cánh rơi nha. Trời ơi mấy chế ơi, Hiền ơi, Hiền ơi, chị Hiền ơi nhanh tay nè. Trời ơi mấy chế ơi nhanh tay nè. Trời ơi cái xích này đẹp quá. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Ồ chế xinh Nguyên điếu cầy bữa nay lại vô em thấy chế nữa nè. Một cạnh em hết cánh rơi rồi. Rồi chế nào chốt nhanh cái xích này. Comment liền cho em mà xếp mà xếp. Xếp cho chị xếp áo. Xếp cho chị Hiền Dân nè. Hiền Dân comment xếp luôn hả? Ừ. Ủa sao chị đọc được suy nghĩ của em vậy? Trời ơi, khách của em, khách VIP của em nghĩ sao vậy? Mà xếp đi quốc trong bụng luôn. Rồi mà xếp cho em, mà xếp nhanh tay mấy chị ơi, mà xếp nhanh tay nha. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Nói vậy thôi chứ xếp có 2 xếp à. Trời ơi. Có 2 xếp thôi. Trời ơi, xếp có 2 xếp. Mắt mấy cái chồng em nhanh tay với cả đời, xong có 2 xếp. Xếp cho chế Hiền Dinh một xếp nè. Xếp cho chế em like 2 nít luôn chị ơi. Lết xếp cho chế Hương Trần 482 một xếp nè. Hết xếp nha. Trời ơi cái này đẹp lắm nè mấy chị. Cái này cô mặc được không ạ? Cái cô Thính mặc được không? Không. Cái này làm sao không ta? Cái này làm trước đúng không? Cái này phối với lụa nha mấy chị. Phối với lụa nha. Đây mặc thử đi coi, chị nào mà không thích lụa về mình gỡ ra được nha. Đây bên trong này may hờ không chị có thể gỡ được ha. Nhưng mà em để lụa cho nó đẹp với chị cho nó màu đen nha. Để lụa chung với áo nó màu đen, cái này mà cực kỳ êm luôn. Lụa này một khúc lụa này không phải để tìm luôn mấy chị. Đây em đang tìm cái áo cổ lụa cao.